nhà em thấy có vẻ cứu vãn được tình thế. Tại sao không bán ngựa? Hoặc một cái trại để trả nợ. Em Emily, em là một người phụ nữ tuyệt diệu. Nhưng em không thể hiểu gì về công việc làm ăn cả. Cũng như các bà nội trợ khác thôi. Thế anh không bảo cho em biết công việc của anh được ư? Anh không cho em xem bản kê những món anh nợ và những món người ta nợ anh được ư? May ra em có thể giúp anh tiết kiệm được. Anh van em, em đừng làm anh nhức đầu. Anh cũng không biết hiện nay anh không nợ thế nào nữa. Không thể nào thanh toán công việc như bác Celloy làm món ba tê được. Anh nhắc lại em chẳng hiểu gì về công việc làm ăn cả. Ông Sao Bi không biết viện lý do gì, Đành lên tiếng nói to. Đó là cách thuận tiện nhất và thuyết phục nhất khi người chồng thảo luận công việc với vợ. Bà Sao Bi khẽ thở dài, tim không nói gì nữa. Bà chỉ là một người phụ nữ, như chồng bà vừa nói. Nhưng sự thật, bà là một người thông minh, thực tế và có nghị lực bà là người có bản lĩnh hơn chồng về mọi phương diện bà seo đi muốn giữ lời đã hứa với vợ chồng bác tom nhưng biết bao trở ngại chung quanh bà bà buồn giàu bảo chồng anh xem có thể gom góp tiền cho bác tom không tội nghiệp bác gái bác ấy mong từng ngày anh cũng thương hại bác tom anh đã hứa mà không suy nghĩ kỹ anh tính bây giờ nên nói thật với bác cứ lơi là hơn bác ấy phải chịu đựng một vài năm nữa bác tom có lẽ sẽ lấy vợ còn bác ta cũng nên tìm một người chồng khác. Anh sao bia em đã dạy cho họ. Tình vợ chồng của họ cũng thiêng liêng như đối với chúng ta. Không bao giờ em dám bỏ bác cơ lời như thế đâu. Thật đáng tiếc. Như thế là em giao cho họ một gánh nặng tinh thần vượt qua sức họ. Và lại, từ trước tới nay, anh vẫn nghĩ như thế. Nhưng đó chỉ là lời dạy trong tinh thánh. Không sao, không sao. Anh không muốn lôi thôi với tín ngưỡng của em. Nhưng quả thật, điều đó không hợp với hạng người ấy anh nói đúng vì vậy em không ưa gì cái chế độ nô lệ ấy cũng phải nói với anh rằng em thiết tha gắn bó với số phận của những con người không ai bảo vệ ấy nếu em không có cách nào có được món tiền chuộc em sẽ đi dạy nhà không thiếu gì người thích học chắc chắn em sẽ kiếm được số tiền cần thiết em không nên tự mình làm mất phẩm giá như thế anh không bao giờ đồng ý như thế mất phẩm giá không giữ lời hứa với những người khốn khổ ấy còn mất phẩm giá hơn thế chứ Thôi, bao giờ em cũng dũng cảm và khăng khăng một mực. Nhưng anh khuyên em nên suy nghĩ kỹ trước khi lao vào cuộc phiêu lưu hiệp sĩ dường như thế. Câu chuyện giữa hai vợ chồng ông sau bi đến đấy. Thì bác Chloe từ đầu hè bước vào. Bà nhìn kỹ đàn gà này xem. Cúi chào, chẳng con nào khác con nào. Con nào cũng ngon cả. Gà tơ mạc khá lắm. Phải không ạ? À? Bà Seo bi mỉm cười thấy bác Chloe đặt đàn gà vì xuống đất mà nhìn bằng con mắt nghiêm trang. Bác nói tiếp. Thưa bà, Bác một con làm ba tê có được không ạ? Đúng thế, bác làm món gì cũng được. Tùy bác, bác cứ lôi mân mê mấy con gà. Rõ ràng là tâm tư bác ở chỗ khác. Sau cùng, bác cười. Cái cười ngắn gọn thường người da đen dùng để mở đầu cho một đề nghị chưa chắc được chấp thuận. Bác khẽ nói, thưa ông chủ. Bà chủ, sao ông bà cứ băn khoăn mãi về việc tiền nong? Ông bà chả còn chán thứ làm ra tiền đấy ư? Bà Selby đoán chắc bác Kloy đã nghe hết câu chuyện bà vừa trao đổi với chồng Tuy vậy bà vẫn hỏi Bác nói gì? Tôi không hiểu Bác Kloy cười Thưa bà, những người khác cho thuê nô lệ lấy tiền Sao ông bà lại nuôi nhiều miệng ăn như thế này? Thế bác bảo tôi cho thuê ai nào? Bác Chloe, cháu bảo ấy ạ à. Cháu chẳng bảo gì hết Nhưng anh Sam nói ở Louisville có một cửa hàng bánh cần thuê một người thạo làm bánh Người ta trả mỗi tuần 4 đô la cơ đấy Thế rồi sao nữa? Thưa bà, cháu nghĩ nên để cho Sally làm việc nhà. Nó vẫn làm đấy. Bà, có cháu trông vào. Nó khéo tay, trả thua cháu mấy tí. Bà cho phép cháu đi thì cháu kiếm được tiền. Cháu chả sợ thua kém cửa hàng bánh kia đâu. Thế bác đành bỏ các cháu bé ở lại đây à? Thưa bà, chúng nó cũng lớn cả rồi. Chúng nó có thể xoay xỏa làm ăn được. Sally trông non con bé út. Nó ngoan lắm, nó sẽ săn sóc chu đáo. Luis Seville xa lắm. Cháu không sợ. Ở phía dưới kia, chắc là gần chỗ bố các cháu. Phải không ạ? Bác Cơ Lôi ngước mắt nhìn bà chủ. Không, còn mấy trăm dặm nữa kia. Thấy vẻ mặt bác buồn thiêu. Bà nói tiếp, dù sao. Hai vợ chồng cũng gần nhau hơn. Bác cứ đi, làm được bao nhiêu tiền. Bác dành dụng để chuộc bác trai về. Khuôn mặt bác cứ Lôi bỗng người sáng. Như thể một đám mây âm u được ánh nắng chiếu vào thành óng ánh bạc, bác sung sướng quá đỗi. Bà tử tế quá, bà sẽ thấy cháu sẽ chẳng cần mua gì. Quần áo, giày dép, cháu chả cần cháu sẽ dành dụm từng đồng xu. Thưa bà, mỗi năm có bao nhiêu tuần lễ ạ? 52. Thế kia ạ, à? 4 đô la một tuần lễ. Thế là bao nhiêu ạ? À? Một năm 208 đô la. Đúng thế, thế phải bao lâu mới được số tiền kia ạ? À? 4 hay 5 năm. Nhưng bác không phải trả tất cả. Để tôi góp thêm vào Cháu không muốn bà phải đi dạy học đâu Ông chủ nói đúng Ai lại đi dạy học thế bao giờ Cháu còn hai bàn tay thì cháu chả thích ông bà chủ phải như vậy Bà xèo đi mỉm cười Bác chớ lo Tôi sẽ giữ gìn danh dự cho gia đình Thế bác tính bao giờ đi Cháu chả tính gì hết Nhưng danh xăm sắp đem ngựa xuôi Anh ấy bảo cháu cùng đi Cháu đã gói quần áo Nếu bà cho phép Sáng mai cháu đi sớm cháu xin bà tờ giấy thông hành và cho cháu tờ giấy giới thiệu. Nếu ông chủ đồng ý, để tôi viết giấy cho. Để tôi vào bảo nhà tôi. Bà xeo bi lên phòng chồng. Bác cơ ơi sung sướng trở về nhà sửa soạn hành lý. Bác đang lựa chọn quần áo cho con bé út thì thấy dốc dơ. Bác báo tin, cậu dốc dơ. Cậu không biết à? Mai tôi đi luýt sư đấy. Tôi xem lại quần áo cho con bé. Xếp gọn lại cậu ạ. À, mỗi tuần lễ tôi kiếm được 4 đô la. Bà lại bảo tôi giữ tất để chuộc lại ông nó nhà tôi. Dốc dơ rừng sốt. Thật thế à? Thế bác cơ ôi. Bác đi cách nào? Đi với anh sang. Sáng mai, bây giờ. Cậu có giúp được tôi việc này không? Cậu ngồi đây, viết cho ông Tom nhà tôi biết câu chuyện này nhé. Được rồi, được tin nhà. Chắc bác Tom thích lắm nhỉ. Để tôi chạy về nhà lấy giấy mực. Tôi kể cả chuyện đàn ngựa mới nữa nhé. Kể tuốt, nhất định thế rồi. Cậu chạy đi tôi hâm lại cho cậu món thịt gà hay cái gì khác cũng được. Tên hay cậu sẽ chẳng mấy khi xuống ăn cơm nhà bác cơ Lôi này đâu. mươi hai cỏ héo, hoa tàn ối với tất cả mọi người chúng ta. Cuộc đời cứ trôi qua ngày này qua ngày khác. Cuộc đời bác Tom cũng vậy. Đã hai năm rồi. Kể từ ngày bác từ biệt vợ con ra đi. Mặc dù phải sống xa cách những người thân yêu. Mặc dù thường thường bác ao ước được sang bên kia thế giới. Không bao giờ bác thấy mình chỉ có khổ cực bác đã học được trong quyển sách duy nhất của bác thói quen biết tự bằng lòng với số phận của mình bác thấy như thế là phải hợp với nếp suy nghĩ hiền hậu mà bác học tập được trong kinh thánh như ta đã biết bác tom nhận được bức thư trả lời của gia đình bức thư do cậu gióc dơ viết chữ rất đẹp và rõ đúng ra kiểu chữ học trò bức thư kể không biết bao nhiêu chuyện nhà nào là chuyện bác cứ lơi được cho đi làm thuê ở một hiệu bánh Bác vốn khéo tay nên sẽ kiếm được vô số tiền để sau này chụp chồng về. Nào là hai đứa con trai. Moss và Peter vẫn khỏe mạnh. Còn con bé con thì chạy khắp nơi khắp xó trong nhà. Có chị Sally và tất cả nhà trông coi. Bây giờ túp lều của bác Tom giàu kín. Nhưng dốc dơ dự tính sau này. Khi bác Tom trở về. Sẽ mở rộng khu vườn. Sửa sang cho đẹp. Cuối thư nói đến việc học tập của Jock dơ. Cậu ta còn kể cha mẹ cậu vẫn khỏe mạnh nữa. Lối văn của bức thư rõ ràng và cô đọng. Bác ngắm mãi không chán mắt. Bác còn bàn với Eva xem có nên đóng khung treo lên tường không. Chỉ tội bức thư viết hai mặt. Nên không thực hiện được dự kiến. Eva càng lớn càng thân thiết với bác Tom. Còn bác Tom, khó mà nói hình ảnh con bé chiếm một chỗ quan trọng như thế nào trong tấm lòng trung thành của bác. Bác thương nó như người ta thương cái gì yếu đuối. Bác trọng nó như trọng một thiên thần. Nỗi vui sướng lớn nhất của bác là chiều được những ý thích rất trẻ con của Eva. Buổi sáng đi chợ. Trước hết, bác đến hàng hoa. Mua bó hoa đẹp nhất, quả đào đẹp nhất, quả cam to nhất. Thế nào bác cũng nhét vào túi. Để dành cho cô bé. Đi chợ về, bác sung sướng thấy ở đằng sau chân song cửa. Cái đầu bé nhỏ lộng lẫy trong ánh nắng. Đón chờ bác, bác sung sướng nghe câu hỏi rất thơ ngây. Bác Tom, hôm nay bác mua cho cháu quà gì thế? Eva lúc nào cũng muốn làm cho bác Tom vui lòng. Với tuổi của em, Eva đọc thật tài tình, vốn yêu âm nhạc, thơ ca lại bẩm sinh yêu thích cái gì hùng vĩ và cao thượng. Eva đọc kinh thánh làm cho bác Tom phải ngạc nhiên. Thoạt tiên đọc cho bác Tom nghe. Sau chính Eva cũng ham thích quyển sách đầy quyến rũ ấy. Những buổi chiều chủ nhật, dưới giàn cây, hai bác cháu thường thủ thỉ nói chuyện về cuộc đời mai sau. Hôm ấy, đang dở chuyện thì thấy tiếng cô Ophelia gọi. Eva, Eva, sương xuống, xuống rồi đấy. Đừng ở ngoài trời nữa. Bác Tom và Eva vội vã vào nhà. Cô Folia là một cô y tá lành nghề. Ở New Harrisburg, cô đã biết nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của cái bệnh ho tàn nhẫn đã giết chết bao con người đáng quý. Ít lâu nay ở Eva, cô nhận thấy con bé hay ho khan húng hắng, đôi má thường ngày đỏ ửng, con mắt bỗng long lanh người sáng, cử chỉ mạnh mẽ. Những dấu hiệu ấy không thoát khỏi mắt cô. Cô thường bày tỏ nỗi lo ngại ấy với Augustine, nhưng anh không tin. Anh vẫn nhẩn nhơ như thường lệ. Chị đừng sợ bóng sợ gió. Chị ạ, à, tôi nghe chết lắm. Tại sao chị không thấy đó là triệu chứng của đứa bé đang lớn dậy? Trẻ nào lớn mau quá, thường bị yếu như thế. Nhưng cháu nó ho. Không sao, chắc nó bị lạnh. Chỉ nghe Lisa, Jane, Ellen và cả Maria nữa cũng thấy. Rồi không sống nổi đấy thôi chị đừng kể những chuyện không đâu các bà y tá già hết thấy một đứa trẻ ho hay hắt hơi là y như thấy triệu chứng của cái chết chị cứ trông nom cháu đừng cho cháu ra ngoài lúc chiều tối đừng cho cháu chơi đuối lâu quá thế là ổn cả Augustine nói vậy nhưng lòng anh bối rối dầu dĩ ngày nào anh cũng nhìn kỹ eva luôn luôn tự bảo nó rất khỏe mạnh trẻ con ho là thường chắc là nó đầy bụng như những trẻ khác thế thôi nhưng anh quấn quýt với nó hơn trước. Anh hay cho nó đi chơi xe ngựa với anh hơn trước. Thứ hai hoặc ba ngày, anh lại mang thuốc bổ về cho con. Theo lời anh thì không phải con bé cần uống thuốc bổ. Nhưng vì thuốc bổ chẳng có hại gì, sự thật đều làm cho anh lo âu. Chính là vì con bé người lớn quá sớm. Nó vẫn giữ vẻ hồn nhiên của tuổi thơ. Nhưng nó thường thoát ra từ đáy lòng những lời có ý nghĩa sâu xa. Như do một nguồn linh cảm nào. Những lúc ấy anh thấy lòng xe lại. Anh ôm con vào lòng, tưởng như làm vậy có thể cứu được nó. Trời, anh phải giữ lấy nó, không bao giờ anh để nó đi mất. Eva mang tất cả tâm hồn, trái tim mình để làm điều thiện. Nó vốn là một đứa trẻ hiếu thảo, bây giờ ở Eva có cái gì cảm động, dễ thương không ai không nhận thấy. Nó vẫn yêu Taxi si và tất cả những đứa trẻ da đen khác, nhưng bây giờ nó thường chỉ xem chúng nó vui đùa, chứ không tham gia trò chơi nữa. Có khi nó đứng hàng nửa giờ hay hơn nữa để xem tóc si nhảy nhót nhưng bỗng nhiên mặt nó dầu dầu mắt mờ đi và nó nghĩ đến những chuyện xa xôi một hôm eva hỏi mẹ tại sao chúng ta không dạy cho nô lệ biết đọc chữ hả mẹ con hỏi mới kỳ người ta có dạy bao giờ sao lại không dạy ạ à? bởi vì họ có biết đọc cũng chẳng ích lợi gì làm việc cũng chẳng hơn họ sinh ra là để làm việc thế thôi thế nhưng họ cần đọc kinh thánh mẹ ạ à để biết chúa khi cần thì họ nhờ người ta đọc hộ cũng được con tưởng ai cũng cần biết đọc kinh thánh là hơn nhiều khi cần đọc lại không có ai ở đấy mà nhờ eva con kỳ lạ quá cô ophelia dạy con tóc di si đọc đấy may ra có ích cho nó mẹ chưa từng thấy đứa nào hư hỏng như nó bác mami chẳng hạn bác ấy thích kinh thánh lắm và muốn đọc được kinh thánh con không có đấy thì bác ấy bó tay chịu mẹ ghi đang bận lục tìm ngăn kéo chị lơ đẫm đáp sau này lớn lên con sẽ có vô khối công việc cần làm hơn là đọc kinh thánh cho lũ đầy tớ không phải là việc không đáng khen đâu khi mẹ còn khỏi mẹ cũng làm thế nhưng khi cần sửa soạn áo quần để giao du ngoài xã hội thượng lưu thì con chẳng còn thì giờ nữa con xem đây này những đồ trang sức này mẹ sẽ cho con khi con đến tuổi giao thiệp với xã hội mẹ đeo những đồ trang sức ấy trong buổi dạ hội đầu tiên của mẹ đấy ai cũng phải chú ý. Mẹ nói thật đấy. Ê, ca cầm lấy hộp đồ trang sức, lấy ra một chuỗi hạt kim cương, ngắm nhìn bằng con mắt suy nghĩ. Rõ ràng là con bé nghĩ đi nơi khác. Sao trông con có vẻ nghiêm trang thế? Mẹ ơi, có phải cái này đắt tiền lắm phải không mẹ? Tất nhiên rồi. Đố con mua tận bên Pháp đấy. Cả một món da tài đấy Eva Mẹ cho con nhé. Rồi con muốn làm gì cũng được cơ. Thế con định làm gì? Con bán rồi con mua một cái nhà ở các nước có tự do. Con sẽ đưa tất cả mọi người nô lệ ở nhà ta đến đấy. Con sẽ thuê thầy giáo dạy họ tập đọc, tập viết. Mẹ Eva phá lên cười và nói. Con mở cả một cái ký túc xá. Thế con có dạy họ chơi đàn dương cầm với vẽ trên lụa không? Eva quả quyết nói. Con sẽ dạy họ đọc kinh, viết thư và đọc được thư của người nhà gửi cho họ. Con biết là họ không làm được những việc ấy. Họ khổ tâm lắm. Bác Tom cũng thế cả bác mang mi nữa. Và con biết bao nhiêu người khác. Như thế không tốt đâu. Mẹ ạ, thôi, thôi. Eva, con biết gì mà nói đến những chuyện ấy. Con nói, nói nhiều quá. Mẹ nhức cả đầu. Eva rón dén bước ra ngoài. Từ ngày ấy, nó chuyên cần dạy bác ma mi đọc. Thay mười ba hen trước thời gian ấy. Alfie. Người em sinh đôi của Âu sư cùng với đứa con trai lớn là Henry chứ. 12 tuổi, đến chơi chạy bên bờ hồ vài ba ngày hai anh em sinh đôi ấy thật là vừa lạ lùng vừa đẹp đôi hai người không giống nhau một ly trái lại có những nét đối lập thế nhưng hình như có một sợi dây bí mật thắt chặt hai anh em trong một mối tình thân thiết ít khi thấy họ thường khoác tay nhau dạo chơi trong vườn augustine với đôi mắt xanh tóc vàng người mảnh rẻ nét mặt linh hoạt an với mắt đen khuôn mặt kiểu la mã người khỏe mạnh dáng điệu cương quyết họ luôn luôn nói trái ngược nhau nhưng vẫn thích gần nhau. Sự thật, hình như mâu thuẫn ấy gắn chắc thêm họ với nhau. Như thể hai cực của miếng nam châm. Hendrik là một đứa trẻ quý phái, rất hoạt bát, vừa đến nhà bác. Nó chú ý ngay đến cô chị họ xinh đẹp. Dễ thương, ê, ta có một con ngựa màu tuyết trắng, là như một con chiên, hoặc là như cô chủ. Bác Tom dắt nó đến cái hiên sau nhà. Đúng lúc một chú bé da đen lai mười 13, 14 tuổi dẫn một con ngựa ả à dập đen bóng đến. Phải khó nhọc làm mới bắt được con ngựa này cho Henry. Henricus cảm thấy hãnh diện một cách rất trẻ con. Nó tiến lên, cầm lấy dây cương từ tay chú nhỏ, xem xét kỹ lưỡng con ngựa. Tức thì, đôi mắt đen của nó tối sầm lại. Nó giận lắm, Đô Đô. Đôi lời sáng nay, mày không kỳ ngựa cho tao. Đô Đô nhẫn nhục, thơ cậu có đấy ạ. Chắc là nó lại tha bụi ở đâu về. Henricus giơ cái roi lên công đồ danh. Mày dám mở mồm gai à? Thằng bé da đen xinh xắn. Mắt sáng ngời, tóc xoăn trên một vầng trán thông minh. Cố cãi, cậu hen tích cho, hen cho quất một roi vào mặt chú da đen. Nắm lấy tay chú. Đấm chú quỳ xuống. Rồi đánh chú tới tấp. Này, đồ chó, đừng cãi khi tao nói nhé. Dắt ngựa đi trải cho nó. Tao dạy cho mày biết mày là thứ gì nhé. Bắp tom chen vào. Thưa cậu, tôi nghĩ rằng thằng bé muốn bảo con ngựa khi được thả ra đã lăn xuống đường bụi lúc nó chảy ngựa tôi cũng trông thấy ngựa sạch sẽ lắm im không việc gì đến mày henry cứ thét lên nó quay một cái đến bên cầu thăng để nói với eva lúc ấy bận bộ quần áo cưỡi ngựa chị ạ à, cái thằng ngốc ấy làm chị phải đợi lâu tôi phiền quá mời chị ra đây ngồi chờ nó trở lại nhưng sao thế chị hình như chị không bằng lòng Sao cậu có thể xử tàn nhẫn với đôi đôi như thế? Thằng bé ngạc nhiên rất thật hả? Tàn nhẫn thế là thế nào? Chị Eva, tôi không là chị Eva. Nếu cậu còn cái lối đối xử như vậy, trời ơi, chị không biết thằng đôi đôi đấy thôi. Chỉ có động một cách đối xử ấy. Nó chỉ là một thằng nói láo và hỗn sửa. Phải bắt nó câm mồm đi. Ngay tức khắc, ba tôi vẫn làm thế. Bác Tom bảo cậu đó là chuyện không may. Bao giờ bác ấy cũng nói thật. Thế thì bác ta không giống những thằng da đen khác. Thằng đô đôi nói dối như danh. Bởi vì cậu đối xử với nó như thế. Nó sợ cậu đấy, ê va. Hình như chị có cảm tình với thằng đô đô. Cậu vừa đánh nó, mà nó có đáng chịu đòn đâu. Thế thì là để bù cho những lần khác nó nói dối mà không bị đòn. Mấy roi, nó có sao đâu. Nó là một con quỷ. Tôi cam đoan như vậy. Nếu chị không bằng lòng, từ nay tôi không đánh nó trước mặt chị nữa. Tê va không hoàn toàn hài lòng nhưng biết làm thế nào để cậu em họ kia đồng tình với mình được một lát sau đôi đôi dắt ngựa trở về thức nói với nó giọng ôn tồn hơn lần này được bây giờ đến giữ ngựa cho cô eva để tao đỡ cô lên ngựa đâu đâu giữ con ngựa trắng của eva mắt nó vừa phạc. trong mắt nó biết là nó vừa khóc xong henric làm ra vẻ ân cần nó đỡ cô chị họ lên ngựa đưa cho cô dây cương còn eva cúi xuống bô đô, đô khẽ nói đôi đô khá lắm cảm ơn nhé chú bé ra đêm nước mắt nhìn khuôn mặt dịu hiền ấy vô cùng kinh ngạc nó nóng bừng mặt nước mắt chảy ròng ròng henrich dõng dạc ra lệnh lại đây đô 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 bật vùng chạy tới nó giữ ngựa henrich đặt chân lên bàn nạp đây cho mày một hào đi mà mua quà henrich phóng nhanh đuổi kịp eva đô đô nhìn theo đôi trẻ một người cho nó tiền một người cho nó thứ nó cần hơn, một lời nói ngọt ngào, một giọng nói êm ái. Đôi lơ mới phải từ biệt mẹ nó mấy tháng nay. Ông chủ mua nó vì nó sinh trai, rất phù hợp với cái dáng điệu kiêu hãnh của con ngựa. Bây giờ cậu chủ nhỏ còn làm nhiệm vụ dạy bảo nó. Hai anh em Augustine đứng ở một góc vườn chứng kiến cảnh trên từ đầu đến cuối. Augustine rất bực mình, nhưng anh nhẹ nhàng nói: giọng chân điếm thường ngày. Anfit có thể gọi đó là một cách giáo dục dân chủ được không? An Phít thản nhiên đáp. Henrik nổi nóng lên thì nó giữ như một con quỷ. Augustine lạnh lùng nói. Chắc là chú tán thành nó. Tán thành hay không? Tôi cũng chẳng cản nó được. Tính tình Henrik rất sôi nổi. Mẹ nó và tôi đã chịu không bảo ban gì nó từ lâu rồi. Và lại đôi đôi là một con quỷ con. Đánh đập nó như thế. Nó chẳng sao cả. Người ta giáo dục cho Henrik điều đầu tiên của đạo lý dân chủ mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng như vậy đó. Chà, chính gia phê sơ lúc sang Pháp đã truyền cái thứ tình cảm bệ bạ ấy. Ngày nay thì thành lố bịch rồi. Augustine nói bằng một giọng đầy ý nghĩa. Tôi biết mà. Lẽ dĩ nhiên là tất cả mọi người không phải sinh ra đều tự do và bình đẳng. Những lý thuyết kiểu Cộng hòa ấy đều phi lý. Những người có học thức, thông minh, giàu có, tế nhị mới được quyền tự do. Nhưng, lại xúc sinh kia, Chứ còn phải cấm loài súc sinh đồng ý với những lý thuyết đó nữa chứ. Nhưng dù sao ở Pháp, loài súc sinh cũng đã thắng. Ăn phít đập chân một cái, như muốn đập bẹp đi một cái gì. Nói, ý kiến của tôi là, bắt nó ở y nguyên chỗ của nó. Là khi nó nổi dậy, thế là đồ tan hoang cả. Chẳng hạn ở sanh Domingo, trà ở nước chúng ta, phải đề phòng chứ. Ta phải phản đối tất cả những bài diễn văn đẹp đẽ về vấn đề giáo dục. Loài người lớp dưới không cần được giáo dục. Gì thì gì, họ cũng vẫn được giáo dục. Ta ngăn cấm làm sao được. Có điều là ta phải xem nền giáo dục ấy thế nào. Chế độ của chúng ta hiện nay tàn nhẫn và dã man. Chúng ta biến con người thành súc vật. Và họ sẽ đối xử như vậy. Nếu họ thắng lợi, chúng nó không bao giờ thắng lợi. Được, chú cứ cho hơi vào nồi. Chú mở nắp an toàn rồi chú ngồi lên trên. Chú sẽ biết tay. Phải rồi ta xem. Tôi không sợ ngồi lên trên miễn là nồi hơi vững vàng, máy chạy tốt. Thầy vua lùi 16 giai cấp quý tộc đã từng nói thế. Và ở nước áo nữa, cả BX nữa. Một ngày kia, khi nồi hơi nổ, các ngài sẽ được gặp nhau trên không trung. Ngày nay có một sự thật hiển nhiên là đám quần chúng vùng dậy. Những tầng lớp dưới, một ngày kia sẽ trở thành tầng lớp trên. Đó lại là một trong những lý thuyết của nền Cộng Hòa Đỏ. Anh Augustine ạ. Anh có thể là một nhà hùng biện tuyệt diệu ở câu lạc bộ đấy. Tôi mong được chết trước khi bọn quần chúng nhấp nhúa lên cầm quyền. Nhấp nhúa hay không? Họ sẽ cai trị chú. Sai cấp quý tộc pháp muốn có những người dân khố rách áo ôm. Nhân dân Haiti. Cô kìa ô kìa. Anh Augustine, mày đến bọn người Haiti khốn nạn ấy làm gì? Họ có phải người Anglo-Saxon đâu? Nếu họ là người Anglo-Saxon, lịch sử đã biến diễn cách khác. Giống người Anglo-Saxon phải thống trị thế giới sự việc phải như vậy. Hiện nay, trong dòng máu của những người nô lệ ở Mỹ, không thiếu máu anglo saxon Nhiều người trong họ chỉ còn giữ lại tính chất châu Phi vừa đủ để làm cho thêm nắng bỏng, bằng sức nóng miền nhiệt đới. Sự tính toán chia ly của chúng ta, sự lao xa của người anglo saxon Nếu ở nước chúng ta, một ngày kia cũng xảy ra tình hình như ở Saint Domingo, chính là dòng máu anglo saxon sẽ chỉ huy cuộc nổi dậy. Nhiều người có bố là da trắng, họ sẽ không chịu mãi mãi là vật bị mua đi bán lại trên thị trường họ sẽ nổi dậy và họ lôi cuốn dòng giống của mẹ họ nổi dậy nói láo tốt theo câu phương ngôn cũ thời noao cũng thế mà sau này cũng vậy người ta ăn uống trồng trọt xây dựng nhưng người ta không biết là sóng đang dâng cao và sẽ làm chìm ngập cả thế giới bàn cãi làm gì anh Âu sẽ tin chúng ta đã bàn đi bàn lại hàng trăm lần mà không đi đến kết quả gì hay chơi một ván cờ đi hai anh em lên hiên, ngồi bên một cái bàn tre, sắp xếp quân cờ, họ mải mê đánh cờ, không ai nói gì. Bỗng có tiếng ngựa trở về, tin đứng dậy, nói chúng nó đã về kìa, ăn thích nhìn mà xem, tuyệt đẹp nhỉ, quả là một bức tranh xinh đẹp. Henry chúc dáng điệu táo bạo, tóc đen trải bóng, mắt sáng, nụ cười sung sướng trên môi, đang cúi xuống có bạn tóc vàng. Ê vai và mọc một cái áo kỵ mã nữ màu xanh bên ngoài khoác một cái áo khoác đồng màu sau buổi đi chơi má cô hay hay đỏ nước da hồng hào ăn phít reo đẹp một cách lộng lẫy cô cơn gái anh sẽ làm cho vô khối trái tim tan vỡ đấy tin ạ à, cam đoan với anh như thế quả có thế tôi cũng chắc chắn như vậy augustin chua chát nói anh chạy ra đỡ con gái xuống ngựa ôm lấy nó hỏi eva con có mệt lắm không không đâu bố ạ à nhưng augustine lo lắng thấy nhịp thở của con nhanh tiên thở khó khè sao con phóng nhanh thế con con biết làm như thế rất hại con thấy khỏe và vui quá nên quên mất augustine ôm con vào lòng đế nó vào đặt trên chiếc ghế sofa trong phòng khách anh bảo Henrik, cháu phải chú ý đến eva đừng để phóng nhanh Henrik ngồi bên cạnh đi văng tay nắm lấy bàn tay eva hứa lần sau cháu xin chú ý một lát sau Eva thấy dễ chịu hơn. Hai anh em Augustine tiếp tục chơi cờ. Còn lại hai đứa trẻ trong phòng. Chị Eva, ba tôi chỉ ở đây có hai hôm. Tôi tiếc quá tôi sẽ không được gặp chị trong một thời gian lâu nữa. Giá tôi được ở lại đây. Tôi sẽ tìm cách trở thành tốt hơn không cáo với thằng Đô Đô nữa. Tôi không bao giờ có ý muốn hành hạ nó. Nhưng tính tôi rất nóng. Tôi không ác đâu. Thỉnh thoảng vẫn cho nó tiền. Đấy, chị xem, nó ăn mặc rất khá. Nói chung, số nó may lắm đấy. Nếu ở đời này không ai yêu cậu, cậu có trai là được may mắn không? Tôi ấy à, tất nhiên là không. Cậu đã cướp đôi đôi trong tay những người thương yêu nó. Bây giờ nó chẳng còn một người thân thích. Như thế thì tốt làm sao được. Thế nhưng tôi có làm gì khác được đâu. Tôi không thể đi tìm mẹ nó được. Tôi cũng không thể nghĩ đến việc yêu cái thằng mất dạy ấy. Sao lại không? Yêu cái thằng đôi đâu? Tôi yêu nó ấy à? Nhưng Eva, chắc chị cũng không thể muốn thế được tôi thích nó đấy nhưng làm sao mà yêu những đứa nô lệ được tôi thì tôi rất yêu họ thế thì kỳ lạ thật kinh thánh chẳng dạy chúng ta phải yêu tất cả mọi người hay sao trời ơi kinh thánh kinh thánh còn dạy nhiều thứ khác nhưng có ai nghĩ đến việc thực hiện đâu sự thật ấy eva cũng biết eva không nói gì con mắt nghĩ ngợi cô ngồi im rất lâu rồi bảo dù sao tôi cũng muốn cậu yêu thằng đô đô cậu phải đối xử tử tế với nó. Cho tôi vui lòng. Để chị được vui lòng thì cái gì tôi cũng yêu được. Chị là người dễ thương nhất. Tôi chưa từng gặp bao giờ. Nó nói vậy rất chân thành. Mặt nó đỏ lên, còn Eva nghe lời khen ấy một cách hết sức đơn giản. Nét mặt không hề thay đổi. Cô nói gọn, tôi sung sướng được cậu khen như thế. Hen, tôi chưa khả, mong cậu nhớ mãi. Tiếng chuông báo cơn ngắt đứt câu chuyện giữa hai đứa trẻ ở hai mươi điểm xấu chơi được hai ngày, An phít từ biệt Augustine. Eva quá phí sức những lúc đi chơi với cậu em. Nay yếu đi trông thấy Augustine cuối cùng phải đồng ý cho mời thầy thuốc, điều mà anh cố tránh từ trước đến nay để khỏi phải công nhận một sự thật đau lòng. Bây giờ Eva nằm liệt giường đã hai ngày rồi, Đành phải mời thầy thuốc. Mary không hề quan tâm đến sức khỏe bỗng giảm sút nhanh chóng của con, bởi vì chị đang bận tâm mải mê theo dõi hai ba thứ bệnh đang phát sinh trong người chị chị tin rằng ở trên đời này chỉ có một mình chị ốm đau nên chị cho rằng chung quanh chị không hề có người ốm được chị tin chắc chắn rằng đối với những người khác chỉ là do lười biếng hoặc thiếu nghị lực nhiều lần cô ophelia đã tìm cách gợi ý cho mary nghĩ đến tình hình sức khỏe của con gái chị nhưng vô hiệu chị chỉ trả lời tôi chẳng thấy nó ốm đau gì cả nó chạy nhảy vui chơi bình thường nhưng cho nó ho ho thì nói làm gì tôi suốt đời tôi ho. Lúc tôi bằng tuổi Eva, người ta tưởng tôi đau phổi. Bác ma mi thức suốt đêm trăm năm. Con Eva ho có ăn thua gì? Cháu yếu đi nhiều. Nó thở khó lắm. Tôi bị như thế hàng mấy năm trời. Thật là khó chịu. Đêm nó ra mồ hôi trộm. Tôi ra mồ hôi trộm 10 năm nay rồi. Rất nhiều đêm, quần áo ướt sũng. Bác ma mi phải hòng cho khô. Con Eva như thế. So với tôi chẳng thấm vào đâu. Cô phơi lia thôi không nói nữa. Nhưng bây giờ Eva ốm nhiều. Và nằm suốt ngày. Lại mời thấy thuốc nữa. Thì Mary lại có thái độ trái ngược lại lúc trước. Chị đã biết trước. Chị bảo thế. Chị vẫn có linh cảm rằng chị sẽ là người mẹ đau khổ nhất. Đã ốm đau như chị. Chị còn phải trông thấy đứa con gái duy nhất. Đứa con thương yêu của chị chết. Ngay khi chị còn đấy. Đêm chị hành hạ bắp Mami. Ngày chị kêu rên thảm thiết. Chị lại thêm một nỗi đau khổ nữa. Augustine bảo vợ. Em mê huy. em đừng nói thế. Em đừng đau đớn quá. Anh biết thế nào được tấm lòng người mẹ. Anh có bao giờ hiểu em đâu. Bây giờ anh cũng không hiểu em nữa. Không phải Eva không còn hy vọng gì. Em đừng nói thế. Em đâu có thờ ơ được như anh. Con nói như thế rồi. Mà anh dừng dưng như không. Em thì không thế được. Em khổ nhiều rồi. Nay lại thêm một việc như thế này. Em chịu sao nổi. Đúng là Eva yếu lắm anh biết thế, nói lớn mau quá. Sức nó không chịu nổi. Và bây giờ tình trạng thật nguy ngập. Do nóng bức quá. Lại thêm cậu em đến. Nó đi chơi quá sức. Nó kiệt sức rồi. Nhưng thầy thuốc bảo còn hy vọng. Anh lặp qua như thế càng hay. Những người ít tình cảm xinh sướng thật. Em cũng muốn được như thế nhưng em lo nghĩ quá. Em ước gì được thanh thản như mọi người khác. Đôi khi, con bé Eva nghe thấy những lời than vãn ấy. Nó khóc vì thương mẹ buồn rầu vì đã gây cho mẹ bao đau khổ nửa tháng sau triệu chứng bệnh của eva đã khá hơn nhiều nhưng đó chỉ là cơn lặng sóng tạm thời dễ lừa dối mọi người cái bệnh ác nghiệt này lừa dối những tâm hồn khắc khoải ngay khi đã ở sát bên mồ eva lại ra vườn ra ban công chơi nó đùa vui bố nó sung sướng quá đoán chắc là nó sẽ hồi phục sức khỏe như cũ chỉ có hai người cô ophelia và thầy thuốc là không mắc lừa cái bệnh lúc tạm nghỉ ấy. Cha 15 cô bé thiên thần hiểu một ngày chủ nhật. Augustine nằm trên một chiếc ghế dài ngoài hiên, cút một điếu xỉ gà. Vợ anh nằm ở một chiếc đi văng. Có màn buông, bỗng có xe ngựa của cô Ophelia và Eva trở về. Ophelia đi thẳng vào phòng mình. Như thường lệ, để cất áo khoác và mũ. Nghe tiếng bố gọi. Eva chạy đến ngồi trên đầu gối bố. Kể chuyện cho bố nghe. Một lát, Hai bố con nghe thấy tiếng cô Ophelia quát mắng ai ở trong phòng buồn cô cũng thông ra hiên nhà. Augustin tin mỉm cười. Cái con tóc si lại phạm một tội gì chứ chẳng sai. Ôn ổn như thế là chỉ có nó. Một lát sau, cô Ophelia bước ra. Giận dữ, tay kéo kẻ phạm tội. Cô hét, ra đây ngay. Để ta mắc ông chủ mày. Augustin hỏi, gì thế chị? Tôi không muốn khổ nhục vì con bé này nữa. Nhẫn nhục như thế là qua lắm rồi. Tôi nhốt nó ở trong phòng bảo nó học thuộc lòng một bài thánh ca. Nó làm gì nào, con danh tìm thấy nơi tôi giấu thìa khóa tủ. Thế là nó mở tủ, lấy một cái giải mũ rồi cắt quần áo cho búp bê. Cả đời, tôi chưa thấy đứa nào như nó. Mary nói, tôi đã bảo chị má. Nuôi những đứa ấy mà chiếu như chiếu vong là không được đâu. Chị trách móc nhìn chồng nói tiếp, nếu người ta để cho tôi làm theo ý nghĩ, thì tôi đã tống nó vào nhà trường giới để cho họ đập chết nó rồi. Augustine nói, đúng thế. Thế mới là tính dịu dàng của phụ nữ chứ. Tôi biết hàng chục người đàn bà sẵn sàng giết chết một con ngựa, hay là một người nô lệ. Đấy là không nói một người. Nếu người ta để cho họ làm, chị Melly nổi cáu. Thôi anh đừng nói đùa nữa. Chị Ophelia là người biết lẽ phải. Bây giờ chị ấy cũng đồng ý với tôi đấy. Cô Ophelia, cũng như mọi bà nội trợ khác, có thể giận dữ một cách chính đáng vì con tóc si hư quá. Nhưng những lời nói của Mary làm cho cô nguôi hẳn đi. Cô nói, tôi chẳng hề thích thấy con bé này bị đánh đập. Nhưng, thú thật, tôi chẳng biết làm thế nào khác. Cậu Augustine ạ, tôi đã dạy bảo. Thuyết phục, mắng mỏ, Đến khản cả cổ. Có khi đánh nó nữa. Tôi đã trừng phạt nó đủ mọi cách. Nhưng bây giờ nó vẫn như ngày mới đến. Augustine bảo nó. Lại đây, con nhóc. Topsy bước lại gần hai con mắt tròn của nó sáng lên và nhấp nháy. Hình như nó vừa sợ vừa muốn rời cho tinh danh. Âu hước siết tin thấy thế không khỏi cười thầm. Tại sao cháu hư quá thế? Tóc si chững chạc đáp. Bởi vì cháu không tốt. Như cô Ophelia thường bảo, cháu không biết cô Ophelia đã tận tình dạy bảo cháu thế nào ư? Cô đã dùng mọi cách. Thưa ông chủ. Vâng, bà chủ trước cũng bảo thế. Giữa lúc ấy Eva làm hiệu cho Tóc si. Bảo nó theo mình vào phòng đọc sách của bố một căn phòng có cửa kính ở đầu hiên nhà august tin ngạc nhiên bảo con ê gia định làm gì nhỉ phải xe mới được anh nhóm chân bước theo hai đứa bé anh nhấc một góc tấm rèm che cửa rồi anh quay lại một ngón tay để lên miệng làm hiệu bảo cô Felia đến với anh hai đứa bé ngồi dưới sàn nhà tóc vẫn ra vẻ vô tư xanh mãnh như thường lệ còn ê ta ngồi trước mặt nó hình như rất cảm động một giọt nước mắt lấp lánh trên gò má Tóc si sao mày hư thế? Tại sao mày không muốn chừa đi? Thế mày không yêu ai à? Tôi chẳng có ai để yêu, tôi chỉ yêu sô cô la thôi, chẳng yêu gì khác. Thế mày không yêu bố mẹ mày ư? Tôi chẳng bao giờ có bố mẹ cả. Cô Eva, tôi bảo rồi máu À phải, thế mày cũng không có anh chị em, cô bác gì không? Chẳng có ai hết. Mày thử ngoan xem, rồi mày sẽ, tôi chỉ là một con da đen, chỉ khi nào người ta lột da tôi ra để tôi thành người da trắng. Lúc ấy tôi mới thử ngoan. Topsy ạ, mày có thể là da đen. Mà người ta vẫn yêu mày. Mày ngoan thì cô Ophelia sẽ yêu mày. Topsy cười, tiếng cười gần. Tỏ rằng nó không tin. tay va ngạc nhiên. Mày không tin nào? Không, cô ấy không chịu được tôi. Khi tôi là một con da đen, cô ấy thả đụng đến con cấp còn hơn động đính tôi. Có ai yêu người da đen đâu. Mà người da đen cũng chẳng biết làm thế nào. Nhưng tôi, tôi chả cần nói xong toxi si huyết sáo miệng toxi si, tao tao yêu mày lắm eva sôi nổi nói rồi đặt bàn tay trắng trẻo lên vai con bé tao yêu mày lắm vì không có ai yêu mày mà mày lại bị hành hạ tao muốn mày ngoan quá tao thì ốm tao chẳng sống được bao lâu nữa thấy mày hư tao rất khổ tâm mày không thử ngoan xem sao để tao được vui lòng ư tao chẳng sống bên mày được bao lâu nữa hai con mắt sắc sảo của toxi si ràn rụa nước mắt nước mắt nhỏ từng giọt xuống bàn tay Eva. Topsy rút đầu vào hai đầu gối mình. Khóc nức nở Eva cúi xuống bạn nói. Topsy tội nghiệp, Chúa sẽ phù hộ cho mày. Mày sẽ ngoan, mày sẽ được lên thiên đường và sẽ trở thành một thiên thần. Giống như người da trắng. Cô Eva, cô Eva, tôi hứa là tôi sẽ cố ngoan. Trước kia, tôi không cần. Nhưng bây giờ, tôi không thể nữa. Lúc này Augustine bỏ bức dành xuống. Tâm sự với cô Ophelia nó giống hệt mẹ tôi. Nó nói đúng, nếu chúng ta muốn người mù được sáng mắt, ta phải làm như Đức Chúa giê -xu đã làm, tức là gọi người ấy đến. Đặt tay lên vai người ấy. Cô Ophelia nói rất chân thành. Tôi vẫn có thành kiến với người da đen. Đúng là tôi không để cho con bé đụng đến tôi. Nhưng nó chẳng nhận thấy đâu. Chị ạ, à, chị giấu làm sao được con trẻ. Thao hồ chị làm phúc cho nó. Nhưng nếu nó còn cảm thấy chị khi nó, thì chẳng bao giờ nó biết ơn chị hết. Tôi chịu, chúng nó bẩn quá. Nhất là con bé này. Làm thế nào để khắc phục được? Chị cứ xem Eva thì rõ. Chà, Eva, ai nó cũng thương yêu được. Tôi muốn được như nó. Nó đã cho tôi một bài học. August xin trả lời. Có lẽ không phải lần đầu tiên, một đứa trẻ con có thể dạy được một nhà bác học. mươi 26 cái chết uổng ngủ của Eva rộng và thông ra hành lang, cũng như mọi phòng khác. Buồng Eva một bên còn thông với buồng cha mẹ một bên với buồng cô Ophelia. Augustine gắn bày biện trang hoàng buồng sao cho phù hợp với tính tình của con gái. Cửa sổ treo rèm mỏng màu hồng và màu trắng. Anh thừa tận Paris một cái thảm diệt nụ hoa hồng và cành lá ở bên mép. Ở giữa, một bó hoa đua nở. Chính tay anh hoa bức mẫu. đồi đạp bằng tre. Rất đẹp mắt và bay bướm. Phía trên giường ta thấy một cái giá bằng đá trắng ngần đỡ một bức tượng thiên thần. Cánh cụp lại, tay nâng một vòng nguyệt cuối từ vòng nguyệt quế tỏ xuống một cái mặt mỏng và thưa màu hồng có ngân tuyến để che mũi ở cái vùng khí hậu như thế này trên cái bàn kê giữa buồng eva xếp sách vở để đồ trang sức và bình mực bằng đá trắng tặng phẩm của bố nó khi nó còn nắn nót học viết chân tường treo mấy bức tranh trẻ con trong mọi dáng điệu nói tóm lại ở buồng eva chỉ toàn thấy hình ảnh của tuổi thơ của cái đẹp và sự yên tĩnh sáng dậy ê và mở mắt nhìn những đồ vật có khả năng gợi cho nó những tư tưởng trong sáng đẹp đẽ sức khỏe của eva bỗng suốt đi nhanh chóng ít nghe thấy tiếng giày của nó ở ngoài hiên nó thường nằm trên chiếc đi văng cây sát cửa sổ rộng mở mắt nhìn đăm đăm những lượt sóng trên mặt hồ một buổi chiều eva đang nằm ở đi văng bỗng nghe thấy tiếng mẹ quát tháo ở ngoài hiên hử danh con Mai hái hoa hử to gan nhỉ rồi một cái tát lên thân Eva nghe thấy tiếng nói mà nó nhận ra ngay là tiếng của Topsy. Si. Nhưng, thưa bà, chào hái cho cô Eva đấy ạ. À. Hái cho cô Eva. Khéo chống chế chưa? Mày tưởng cô cần đến hoa của thứ mày. Đồ ăn hạnh, cút đi. Eva vội vã dậy. Bước ra ngoài hiên. Mẹ, mẹ ơi, con thích bó hoa ấy lắm. Mẹ cho con đi. Buông con đầy những hoa rồi mà. Bao nhiêu cũng không đủ. Mẹ ạ, à, tóc si mang hoa lại đấy. Topsy đang rỗi trong một xó, đầu cúi xuống, nó chạy đến tặng Eva bó hoa, có mắt ngập ngừng, e rẻ, chẳng còn cái vẻ táo tợn như trước đây. Eva khen, bó hoa tuyệt đẹp. Bó hoa rất lạ thì đúng hơn, chỉ có một bông phong lữ đỏ trói và một cành lên nhật bản, hoa trắng muốt, là bóng láng rõ ràng là bó hoa được lựa chọn vì những màu tương phản, việc sắp xếp cành lá được suy nghĩ công phu. Topsy sung sướng lộ rõ trên nét mặt khi Eva khen. Mày xếp bó hoa khéo quá Nào đưa cái lọ hoa đây Nhà nào Topsy cũng cắm hoa cho tao nhé Mary nói lạ thật Tại sao mẹ mặc con Hay là mẹ không muốn Topsy làm cho con Thì thôi không phải Không phải con muốn gì cũng được Topsy cô nói mày nghe rõ rồi Cứ thế mà ăn nhé Topsy mắt nhìn xuống đất Khe khẽ gật đầu Lúc nó quay lại Ê ta thấy một giọt nước mắt trên gò má nó Bỗng Ê ra gọi nãy Mẹ bảo cắt cho con một món tóc. Mẹ nhé, sao vậy? Để con cho các bạn. Cắt ngay để tự con phân phát cho bạn bè. Mẹ gọi cô Ophelia cho con đi. Mary gọi cô Ophelia lúc ấy đang ở phòng bên. Lúc cô vào, ê, và tì tay lên cuối Cô ngồi dậy, nói lắp lắp mấy bím tóc vàng óng. Nói đùa, cô vào xén lông cừu đi. Cô cùng lúc ấy. Augustine cũng bước vào. Anh vừa đi kiếm hoa quả về cho con. Anh ngạc nhiên hỏi. Cái gì thế, bố ạ? À? Con muốn cô Ophelia cắt một tí tóc cho con. Tóc con dày quá, vướng lắm với lại. Để con tặng các bạn. Cô Ophelia, tay cầm kéo lại gần Eva. Austin kêu, ấy. Cẩn thận đừng làm hỏng tóc cháu. Cắt ở bên trong ấy. Chỗ không trông thấy ấy. Tôi vẫn tự hào về mái tóc của Eva. Kìa, bố, bố muốn tóc con rõ đẹp. Hai bố con sẽ sang đồn điền của chú con. Thăm thằng Henrich con sẽ không đi được bố ạ à, con đến một xứ sở tốt đẹp hơn bố cứ tin con bố ạ à, bố không thấy con yếu dần đi đấy ư sao con lại muốn bố ti một điều đau xót như vậy bởi vì đó là sự thật bố ạ à, nếu bây giờ bố tin bố cũng sẽ có cùng một ý nghĩ như con augustine cắn môi suy nghĩ anh bối bố rối nhìn mớ tóc dài và đẹp cô ô phơi vừa cắt xong và đặt trên đùi con né ê ta cầm lấy ngắm nghía rồi cuốn mớ tóc vòng quanh những ngón tay về guộc thỉnh thoảng nó ngước đôi mắt lo âu nhìn bố con muốn gặp tất cả những người làm trong nhà bố ạ à, con có điều này muốn nói với họ được augustine khe khẽ đáp cô ophelia báo tin ấy cho mọi người một lát sau tất cả nô lệ đều ở trong buồng tê và tựa lên cuối tóc lò xòa quanh khuôn mặt hai má đỏ ửng tương phản với nước da xanh lướt thấy cô bé gầy quá nhìn đôi mắt trầm tư suy nghĩ ấy những người nô lệ da đen rất xúc động. Họ thở dài nhìn nhau. Lắc đầu im lặng. Eva nhỏng dậy, nhìn rất lâu từng người. Nhiều người đàn bà lấy tạp dề che mặt khóc. Eva nói với họ, tôi mời các bạn đến. Bởi vì tôi yêu mến tất cả các bạn. Tôi có điều này nói với các bạn. Mong các bạn nhỏ mãi mãi. Tôi sắp sửa vĩnh biệt các bạn. Chỉ mấy tuần lễ nữa là các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi nữa. Những tiếng nức nở, tiếng thốt hít tiếng rền rĩ làm ê và phải ngừng lời nó đợi một lúc tiếp tục nói khiến mọi tiếng khóc ngưng bặt nếu các bạn yêu tôi xin các bạn đừng khóc như thế xin các bạn nghe tôi tôi sẽ lên thiên đường các bạn cũng có thể lên thiên đường được cái thế giới ấy là dành cho các bạn cũng như cho tôi các bạn phải nhớ rằng các bạn đều có thể trở thành thiên thần tôi biết là tất cả các bạn đều yêu mến tôi tôi biết lắm chả ai không tốt với tôi Tôi muốn tặng các bạn một vật kỷ niệm để các bạn mãi mãi nhớ đến tôi. Tôi sẽ tặng mỗi bạn một món tóc. Mỗi khi nhìn món tóc ấy, các bạn hãy nhớ là tôi yêu các bạn. Tôi đã lên thiên đường và mong được gặp các bạn ở trên ấy. Không bút nào tạo được cảnh tượng lúc ấy. Những người nô lệ quê lấy cô bé, vừa nức nở khóc lóc như xé ruột, vừa đỡ lấy từ tay cô chủ bé nhỏ cái bằng chứng cuối cùng của tình thương. Rồi họ quỳ cả xuống để đọc kinh. Cô lia lo sợ Eva chịu không nổi cảnh xúc động ấy. Cô ra hiệu bảo mọi người ra khỏi buồng. Sau cùng chỉ còn lại bác Tom và bác Mammy. Eva bảo bác Tom, đây món tóc đẹp dành cho bác. Tôi rất sung sướng nghĩ rằng tôi sẽ gặp bác ở thiên đường. Chắc chắn như vậy. cả bác nữa, bác mi ạ, à? bác cũng sẽ lên đấy. Nói vậy Eva ôm lấy cổ bác vú nuôi. Bác Mammy nói, cô Eva ơi, không có cô, tôi không biết sẽ sống làm sao được cô ra đi, chẳng còn gì ở đây nữa. Cô Ophelia đẩy bác Mami khóc sức mất ra bên ngoài. Cả bác Tom nữa. Cô tưởng thế là xong. Ngờ đâu, lúc quay lại thì thấy Topsy. Cô quát hỏi nó. Mày chui ở đâu ra thế này? Topsy lau nước mắt đáp. Cháu vẫn ở đây. Trời ơi, cô ơi và ơi. Tôi là một con bé hư. Nhưng cô không cho tôi ư. Có chứ, Topsy. Này, mỗi khi nhìn món tóc này, Mày phải nhớ là tao yêu thương mày. Tao muốn mày ngoan ngoãn. Topsy lấy tạp dề che mặt khóc. Cô phơ lìa lặng lẽ đẩy nó ra ngoài hành lang. Con bé nhét món tóc vào trong áo. Nơi ngực, mọi người đã ra cả bên ngoài. Cô Ophir đóng cửa lại. Cô đã lau không biết bao nhiêu nước mắt từ nãy đến giờ. Sau ngày hôm ấy, Eva yếu đi rất nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Dù ai hy vọng tha thiết đến đâu, cũng không thể bị lừa dối được cái buồng xinh đẹp của eva trở thành buồng bệnh nhân cô ophelia làm nhiệm vụ người y tá được tất cả mọi người kính phục chân tay khéo léo cái nhìn sắc sảo cô ophelia rất thạo việc săn sóc con bé cô còn biết cách làm cho nó đỡ đau đớn bác tom thường vào buồng eva bây giờ nó dễ bị kích thích lại hay hoảng hốt nhưng mỗi lần được bế ấm đi lại trong buồng hay ra ngoài hành lang nó thấy dễ chịu bác tom rất sung sướng được bế eva trong tay Đồ nó đặt trên gối. Buổi sáng, khi gió nhẹ thổi từ hồ vào, Eva bớt nóng, bác bế nó đi dưới những hàng cây can. Hoặc hai bác cháu ngồi trên ghế, thỉnh thoảng Âu hút tin cũng bế con. Nhưng anh đâu có sức lực như bác Tom, nên chóng mỏi Eva bảo bố. Bố để bác Tom bế con. Bố ạ, à, bác ấy thích bế con lắm. Bác ấy thích làm cho con cái gì? Bây giờ thì chỉ còn bế con được thôi. Thế bố thì sao? Eva bố làm gì cũng được. Bố là tất cả, bố đọc sách cho con nghe. Bố thức đêm trong con. Bác Tom chỉ có hai cánh tay. Bác ấy khỏe lắm. Bác ấy bế con, nhẹ nhàng hơn bố. Chiều hôm ấy, bỗng nghe và tỉnh táo lạ thường. Nó xem mãi các thứ đồ chơi và các đồ quý giá của nó. Nó dặn cho các bạn cái này. Cái kia, giọng nó bình thường hơn. Cử chỉ nhanh nhẹn. Tiếng nói mạnh hơn. august hút giữ tin thấy rõ điều đó. Lúc trở về phòng mình, sau khi hôn con anh bảo ophelia chị ạ à, may ra eva sống được nó khỏe hẳn lên nói vậy anh trở về phòng lòng nhẹ nhõm nhưng đến nửa đêm trong buồng có tiếng đi nhanh nhẹn cô ophelia thức để chung cháo cô vừa nhận thấy điều mà những người gác giày kinh nghiệm gọi một cách có ý thức là sự biến đổi cô mở cửa ngoài tức thì bác tom nằm chờ sẵn ở đấy bổ dậy ophelia bảo bác đi mời thầy thuốc Bác Tom không được chậm một phút. Rồi cô gõ cửa phòng Augustine. Cậu sang bên này. Những tiếng nói ấy rơi vào trái tim Augustine. Giống như những sẻ đất rơi trên nắp quan tài. Chỉ nháy mắt, anh đã đứng ở đầu rừng Eva. Anh đã trông thấy cái gì làm lòng anh thoát lại. Tại sao người ta im lặng? Chẳng nói gì với nhau. Trời, bạn có thể trả lời được. Bạn là người đã thấy trên khuôn mặt kẻ thân yêu cái nét mặt không sao tả xiết. Cái nét mặt khiến ta không lầm lẫn được cái nét mặt bảo bạn rằng người thân yêu của bạn không còn là của bạn nữa. Xong, khuôn mặt Eva không có vẻ mẻ may sợ hãi. Hai chị em đứng lặng, nhìn người sắp chết. Tiếng đồng hồ tích tắc không phải lúc. Một lúc sau, bác Tom dẫn thầy thuốc về. Thầy thuốc vào buồng, nhìn cô bé đứng lặng, im lìm như mọi người khác. Rồi ông khẽ hỏi lừa cháu biến đổi lúc nào? Lúc nửa đêm, Mary thức dậy, đứng ở khung cửa, vẻ hốt hoảng, anh tin. Chị Ophelia, trời. Cái gì thế, chị? Augustine nói thì thầm. Con đang đi, bác Mami nghe thấy. Vội chạy đi báo tin cho các người nô lệ. Một lúc sau, cả nhà thức dậy. Nào đèn đóm, nào tiếng bước ồn nào. Ở hành lang, những nét mặt lo ngại. Người ta vừa khóc, vừa tìm cách nhìn qua cửa kính. Augustine bây giờ chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt con gái. Trời ơi ước gì con tỉnh lại. Nói với bố một lời nữa. Anh cúi xuống gọi. Eva, con ơi, hai con mắt màu xanh từ từ mở. Đôi môi hé nở một nụ cười. Con bé muốn nhắc đầu dậy, muốn nói. Eva, con nhận ra bố không? Bố, Eva, lần cuối cùng gắng dơ hai tay ôm cổ bố. Nhưng hai tay nó lại buông xuống. Augustine ngẩng đầu lên. Anh thấy giây phút hấp hối của con. Nó gắng sức thở và giơ hai bàn tay lên. Trời ơi, khủng khiếp quá. Anh kêu lên như vậy. Rồi quay mặt lại đằng sau. Thấy bác Tom, anh nắm chặt lấy tay bác. Bác Tom, bác Tom. Tôi chết mất bác Tom cầm tay chủ. Nước mắt chảy ròng ròng. Eva mệt nhọc thở hổn hển trên gối, mặt nhân lại. Eva, Austin oh, khe khẽ gọi con. Nó không nghe thấy tiếng gọi. Eva, con nhìn thấy gì? Con, một nụ cười rạng rỡ thoáng qua trên nét mặt. Eva nói thầm từng tiếng. Tình thương, niềm vui sướng. Sự yên bình thế rồi. Cô bé thở dài hai mươi bảy thế là hết mọi việc trên cuộc đời trần thế ượng và tranh trong bùng ê vai đều phủ một lần vài mỏng trắng tinh mọi người thở khe khẽ bước nhẹ nhàng ánh sáng chiếu vào căn buồng qua những bức rèm buông rủ giường cũng phủ nệm trắng bên dưới bức tượng thiên thần hơi ngả mình xuống một thân hình mảnh rẻ yên nghỉ trong một giấc ngủ vĩnh viễn cô bé nằm yên nghỉ trong một bộ áo trắng giản dị cô vẫn mặc thường ngày ánh sáng dịu màu vàng làm cho buồn người chết đỡ lạnh lẽo. Đôi mày dài im nét dịu dàng trên đôi má trong trắng. Đầu cô bé hơi nghiêng về một bên, như trong giấc ngủ bình thường. Augustine đứng khoanh tay, lặng yên nhìn con gái. Anh nghĩ những gì? Từ khi ở trong buồn người chết này, anh nghe thấy tiếng nói. Cô bé đã đi rồi, anh như sống trong cảnh sương mù ảm đạm. Anh nghe thấy tiếng nói lao sao? Người ta hỏi anh. Anh đã trả lời. Người ta hỏi bao giờ đưa đám? định cho nê ra ở đâu anh đáp những điều ấy mà chẳng quan tâm đến adolph và rosa xếp dọn căn buồng cô ophelia trông nom đến các chi tiết còn họ họ bày biện sao cho căn buồng xinh tươi tránh được cái không khí âm thầm sợ hãi như thường thấy ở vùng new orleans này trên tủ bày những bông hoa trắng thơm đẹp lá rủ xuống rất xinh trên bàn của eva trải một cái khăn trắng mút. bày một lọ cắm hoa hồng cũng màu trắng trong khi Augustine còn đang trầm ngâm suy nghĩ. Rosa nhẹ nhàng bước vào, mang theo một giỏ hoa hồng trắng. Thấy chủ, chị lùi lại. Nhưng, thấy anh không để ý đến mình. Chị đến bên giường. Sắc hoa qua nghe va, cửa lại mở, tóc si bước vào. Mắt mọng nước mắt. Nào giấu cái gì trong tạp gì. Rosa ra hiệu bảo nó đừng vào. Nhưng nó không nghe. Nên chị cương quyết nói. Đi ra, mày không có việc gì ở đây. Cho tôi vào, chị Rosa tôi có một bông hoa đẹp lắm rồi nó giơ ra một bông hồng vừa hé nở rosa quát khẽ ra đi augustin rộng chân bảo rosa cứ mắc nó đấy rosa đánh ra ngoài taxi đặt bông hoa dưới chân người chết rồi bỗng nó thét lên khóc nó lăn xuống đất bên cạnh giường khóc lóc rên la dầm dĩ cô ophelia tất tả chạy vào buồng cô cố sức nhấc con bé dậy và bảo nó im nhưng không được cô la ơi quê la ơi Tôi cũng muốn chết đây. Tiếng khóc xé rụt xé gan ấy làm cho nét mặt tái nhợt của Augustine bỗng đỏ ửng lên. Lần đầu tiên từ lúc con gái chết, anh rơm rớm nước mắt khóc. Cô Ophelia dịu dàng nói, dậy đi cháu, đừng khóc nữa. Cô va lên thiên đường rồi nào. Bây giờ cô là một thiên thần, nhưng tôi không được thấy cô ấy nữa. Tôi không bao giờ thấy cô ấy nữa. Cô Ophelia vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết nhấc nó dậy. Cô bế nó ra ngoài, và mắt cô đầy nước mắt. Vào đến phòng mình, cô bảo nó, Topsi, cháu đừng buồn quá. Cô, cô có thể yêu cháu. Mặc dù cô chẳng thể bằng Eva. Eva đã dạy cho cô tình yêu của Chúa. Cô có thể yêu cháu. Cô yêu cháu, cô sẽ giúp cháu trở thành người ngoan đạo. Giọng nói của cô nhiều ý nghĩa hơn lời nói. Những dòng nước mắt chảy trên má cô rất chân thành. Từ lúc ấy cô chinh phục được con bé da đen. Ảnh hưởng của cô đối với nó sẽ không bao giờ mất đi được trong buồng vẫn có những bóng người lặng lẽ đi lại mọi người đều đến nhìn cô bé lần cuối cùng sau đó người ta khiêng đến một cái quan tài nhỏ rồi đám tang xe ngựa đỗ ngoài cổng lớn bạn bè thân thuộc đến viếng được mời ngồi nói chuyện có những chiếc khăn đỏ và những giải chưa băng trắng người khóc thuê bận đồ tan đen người ta cầu kinh đọc nhiều đoạn kinh thánh hâu hút sức tim đi đi lại lại hình như anh đã cạn nước mắt anh chỉ còn trông thấy cái đầu nhỏ có mớ tóc vàng trong quan tài. Anh còn thấy tấm vải phủ lên mình cô bé. Rồi nắp quan tài đóng lại. Người ta đã đào một cái huyệt ở cuối vườn. Cạnh chiếc ghế dài mà Eva thường hay ngồi về bác to. Augustine đứng gần sát. Mắt nhìn xuống. Anh thấy cái quan tài hạ xuống. Anh nghe thấy tiếng trịnh trọng hát. Ta là phục sinh và cuộc sống. Ai tin ở ta sẽ sống một cuộc đời vĩnh cửu. Nhưng, khi đã đổ đất lên trên quan tài, Huyệt đã lấp, anh không thể nào tin được rằng người ta đã chôn kín con gái anh. Mọi người ra về và trở lại nhà. Ngôi nhà từ nay không bao giờ thấy bóng Eva nữa. Mối thương cảm của bác Tom khiến bác thêm gắn bó với Augustine. Anh đi đâu bác cũng theo đi. Ít lâu sau, gia đình trở về thành phố. Đau đớn quá, Augustine muốn đổi nơi ở. May ra có thể khuây khỏa được. Thế là họ từ giã căn nhà. Cái vườn với ngôi mộ nhỏ để trở về New Orleans ở đây Austin đi dạo khắp phố phường lúc nào cũng ra vẻ bận rộn anh muốn lấp chỗ trống trong trái tim những người gặp anh ở giữa đường hay ở quán cà phê chỉ nhận thấy anh là người bố đã mất đứa con ở miếng băng tang trên mụ anh cười đùa chuyện trò đọc báo nói chuyện chính trị thích những việc xảy ra hàng ngày ai có thể đoán biết được rằng cái bề ngoài tươi vui ấy che giấu một trái tim lặng lẽ u buồn như một nấm mủ mê than vãn với ophelia người đâu có người là lùng. Tôi cứ tưởng ở trên đời này, anh ấy yêu mỗi cháu Eva, nhưng bây giờ anh ấy dễ dàng quên đến thế. Làm thế nào anh ấy cũng không nói đến chuyện con bé nữa. Tôi tưởng anh ấy có chút ít tình cảm hơn thế kia. Cô phơ lịa đáp, quãng nước lặn sóng thường là quãng nước sâu nhất. 28 họp mặt ép tuần lễ này đến tuần lễ khác trôi qua và những đợt sóng của cuộc đời trong gia đình Augustine trở lại bình thường. Thực tiễn hàng ngày lạnh lùng và khắc nghiệt không đến xỉa gì đến tình cảm bắt buộc người ta phải như thế chúng ta phải ăn phải uống phải ngủ thức dậy phải mua bán đặt những câu hỏi và trả lời những câu hỏi trước kia August tin đã để tất cả hy vọng vào con gái mình vì eva mà anh quản lý tài sản vì eva mà anh đập thời gian biểu mọi việc mua bán sửa sang mọi việc cải tiến đều nhằm cho eva thêm sung sướng Eva chết đi, anh không còn biết làm gì nữa. Tuy vậy, anh đã trở thành một người khác hẳn. Anh đọc rất nhiều quyển kinh thánh của Eva. Anh có một tầm mắt sáng suốt hơn và lành mạnh hơn về quan hệ với những người nô lệ của anh. Sau khi trở lại New Orleans được ít ngày, anh bắt đầu làm những thể thức cần thiết để giải phóng cho bác Tom. Khi những thể thức hợp pháp làm xong, bác Tom sẽ được tự do. Thời gian đó, ngày anh càng gắn bó với bác. Không ai nhắc nhở anh nghĩ đến Eva hơn bác lúc nào anh cũng muốn bác ở gần anh anh ít gần gũi những người khác nhưng với bác tom anh nói tất cả những suy nghĩ thầm kín nhất thể thức giải phóng đầu tiên của bác tom vừa làm xong anh bảo bác bác tom ạ tôi sẽ cho bác được thành người tự do bác sắp có thể chuẩn bị hành lý để trở về kentucky mà bác tom dạng ngỡ hẳn lên bác giơ hai tay lên trời cảm tạ chúa sự vui sướng ấy làm cho augustine chưng hửng anh lạnh nhạt bảo bác ở đây bác không khổ lắm. Tại sao bác lại mừng như vậy? Thưa ông chủ, không phải thế. Được làm một người tự do, tôi sung sướng quá. Bác có nghĩ rằng ở với tôi, bác sung sướng hơn là nếu bác được tự do không? Thưa ông Augustine, không, tất nhiên là không, nếu được tự do mà không ở với tôi. Bác chẳng thể kiếm được tiền mà mua áo quần như áo quần bác đang mặc. Chẳng thể ăn uống như bác ăn uống ở nhà tôi. Tôi biết, ông chủ đối với tôi rất tử tế nhưng tôi thích những quần áo xấu ngôi nhà tồi tàn nhưng là của tôi thật sự của tôi như thế là tự nhiên có phải không ạ à? có lẽ thế được tháng sau bác sẽ không ở với tôi nữa giọng anh ra vẻ không bằng lòng rồi anh nói thêm có lẽ bác sẽ lầm ai biết trước được anh đứng dậy đi lại trong phòng bác tom nói ông còn gần đến tôi thì tôi còn ở lại khi tôi còn giúp việc ông được khi ông chủ còn phiền não hết phiền não làm sao được. Augustine nói vậy, mắt buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nào ông chủ theo đạo thiên chúa? Câu chuyện trao đổi đến đây thì nhà có khách, tất cả những người nô lệ trong nhà Augustine không nguôi thương tức Eva. Biết bao lần Eva ta đã binh vực họ, che chở họ khỏi bị bà chủ tàn nhẫn hành hạ. Nhất là bác mang đi. Bác rất xót xa, bởi vì Eva là niềm an ủi của bác. Bây giờ, bác khóc ngày khóc đêm. Vì vậy, Bác chăm sóc bà chủ không được khéo léo như trước. Lúc nào bác cũng bị chỉ mắng. Cô Ophelia cũng rất thương tiếc con bé. Nhưng ở con người tốt và chân thực này, sự đau đớn mang lại những kết quả tốt. Cô dịu dàng hơn, đỡ khát khe hơn. Cô tích cực dạy dỗ Topsy. Si. Bây giờ, gần Topsy, si, cô không thấy ghê tởm nữa. Cô không phải che giấu sự gớm ghiếc mà cô không còn cảm thấy. Nhờ Eva, cô thấy ở Topsy si một linh hồn bất tử mà Chúa đã dẫn đến cho cô để cô có thể đi trên con đường vinh quang của đạo lý. Không phải rằng bỗng chốc tóc trở thành một vị thánh, nhưng tấm gương và cái chết của Eva đã có tác động mạnh đến nó. Nó không vô tâm nữa. Nó đã biết dung cảm, biết hy vọng, biết muốn làm điều tốt. Tuy đó chỉ là những phút thoáng qua, nhưng bao giờ ý định tốt cũng thắng. Một hôm, nghe tiếng cô Ophelia gọi, Topsy chạy lên nhà. Nào giấu cái gì trong ngực? Rosa đang tìm nó hét danh con mày làm cái gì thế mày đã ăn cắp cái gì rồi đồ có sai chị tùn lấy tay con bé nhưng tóc si rằng ra kêu chị yêu xa bỏ tôi ra việc gì đến chị đấy đừng có láo tao thấy mày giàu cái gì tao còn lại gì mày rồi sao muốn lục xét con bé nhưng tóc si dãy dụa để bảo vệ cái mà nó cho là thuộc quyền của nó cô folia và augustin thấy ồn ào nhìn ra rosa mách nó ăn thấp đấy ạ, à. Toxi vừa khóc vừa la. "Không phải, không phải." Cô Folia cương quyết nói. "Đưa ngay cô xem." Toxi do dự một lúc, rồi rút ở áo khoác ra một cây gói bọc trong một chiếc bít tất cũ. "Cô Folia giở gói ra xem." Một quyển sách nhỏ mà Eva đã cho nó, món tóc mà Eva tặng nó trước khi chết, cuốn trong một mảnh giấy. Thời thế, August tin vô cùng xúc động. Quyển sách bọc trong một miếng vải đen. Anh cầm lấy quyển sách hỏi mày cuốn miếng vải này để làm gì? Tại vì, tại vì, của cô Eva, ông chủ, ông đừng lấy của cháu. Nó ngồi bề xuống đất, lấy tạp dề che mặt khóc nức nở. Thật vừa cảm động, vừa buồn cười, một chiếc bít tất cũ. Mảnh rẻ đen, quyển sách, món tóc vàng óng và con bé buồn rũ rượi. Augustine mỉm cười, như mắt long lanh nước mắt. Thôi, thôi, đừng khóc nữa. Giả dạ cháu đây mà. Anh nhặt nhạnh mọi thứ, vứt vài lòng tóc xi rồi kéo Ophelia vào phòng khách. Tôi tin chắc là chị sẽ cải tạo được nó. Ai đã thật sự cảm thấy buồn giàu thì có thể trở thành tốt được. Bây giờ, chị hãy dẫn nó trên con đường của điều thiện. Nó tiến bộ nhiều rồi. Tôi hy vọng lắm. Nhưng tôi hỏi cậu câu này nhé. Con bé này là của ai? Của cậu hay của tôi? Tôi đã cho chị rồi kia mà. Nhưng không hợp pháp. Tôi muốn nó thuộc về tôi. Nhưng hợp pháp kia. Trời đất ơi, chị mà là chủ nô lệ thì cái xã hội đòi thủ tiêu chế độ nô lệ của chị sẽ nói những gì? Cậu chẳng hiểu gì. Tôi muốn mang nó sang những nước tự do. Để giải phóng nó. Và để cho mọi công sức của tôi không trở thành vô ích. Nếu cậu đồng ý nó là của tôi. Thì cậu làm giấy tờ hợp pháp đi. Được, được, tôi sẽ làm. Nói vậy đi ngồi xuống. Định lấy tờ báo đọc. Nhưng Ophelia nói ngay. Tôi muốn cậu làm ngay bây giờ kia. Sao vội thế chị? thế sao lại hoãn lại? Đây, cậu cầm lấy cái bút này. Cả giấy và mực đây nữa. Augustine tùy thuộc loại người không thích làm việc gì dưới một áp lực nào. Nhưng đành cầm lấy bút. Anh biết các công thức của pháp luật, nên giấy tờ làm xong ngay. Sau đó, anh ký rõ trịnh trọng, vạch một gạch dài dưới chữ ký. Anh nói đùa, thưa bà Ophelia, giấy tờ đây, giấy trắng mực đen rõ ràng. Cô Ophelia mỉm cười. Khả lắm, có cần người làm chứng không? Đúng rồi, Mandy. Anh vừa gọi vợ, vừa mở cửa phòng bên. Chị Ophelia xin chữ ký của em. Em ra đây ký vào tờ giấy này. Mandy đọc qua loa tờ giấy. Hỏi, cái gì thế? Buồn cười thật. Tôi cứ tưởng chị ngoan đạo lắm. Ai lại làm cái việc khủng khiếp này? Nhưng, May vừa ủi ỏi ký, vừa nói tiếp. Nếu chị thích thế, thì càng hay. Chị cầm lấy. Từ nay tóc si thuộc về chị cả linh hồn lẫn thể xác augustine trở về phòng khách đọc báo cô ophelia cất cẩn thận giấy tờ rồi theo em vào phòng khách cô hỏi augustine cậu có nghĩ đến việc giải phóng các nô lệ của cậu không nếu cậu chết đi họ sẽ ra sao augustine mắt không rời tờ báo đáp không tôi không nghĩ đến việc ấy thế thì một ngày kia bao nhiêu lòng tử tâm của cậu sẽ trở thành sự độc ác ghê gớm sự thật augustine đã nghĩ đến việc ấy nhưng anh lãnh đạm nói, tôi định rồi sẽ giải phóng cho họ. Nhưng nếu cậu chết trước khi ấy thì sao? Chị Ophelia sao lại thế? Augustine đặt tờ báo xuống nhìn chăm chăm Ophelia. Chị cho là tôi có triệu chứng bệnh sốt rét hay dịch tà chăng? Chị hỏi săn hỏi đón những công việc sau khi người ta chết. Chúng ta lúc nào cũng bị cái chết đe dọa. Augustin đứng dậy. Anh Lơ đã đứt tờ báo xuống bàn rồi đi ra cái cửa hành lang. Anh không muốn nghe câu chuyện làm anh khó chịu như một cái máy anh nhắc lại. Cái chết, anh tì vào lan can, nhìn tia nước phun, những bông hoa, cây cối, những chậu cảnh ngoài vườn. Và nhắc lại cái tiếng dùng rất bình thường hàng ngày. Nhưng có có một uy lực khủng khiếp, cái chết, âu hút tin trầm tư đi lại dọc hành lang. Anh không chú ý đến mọi việc xung quanh. Bữa ăn, anh vẫn lơ đắng. Anh lặng lẽ theo Mary và Ophelia vào phòng khách. Mary nằm trên đi vang. Trong một cái màn lụa. Một lát thì ngủ rất sai. Ophelia ngồi đan, không nói một lời. Augustine ngồi đánh dương cầm, anh chơi một điệu mơ màng, buồn rầu rồi anh mở ngăn kéo, lấy một quyển sách cũ, đã ngả màu vàng. Anh lật từng trang, anh bảo Ophelia, quyển sách này là của mẹ tôi, chị lại mà xem, mẹ tôi chép tay một bạn bản khuêm của Moa, mẹ tôi hay hát đoạn này lắm, đến nay tôi tưởng còn như nghe thấy. Hai chị em bàn đến vấn đề đạo thiên chúa. Augustine nói, tôi nghĩ về đạo thiên chúa như thế này. Không được có một người nào tuyên truyền cho nó mà không hiến tất cả cuộc đời mình để phản kháng cái chế độ bất công hiện nay là cơ sở của toàn thể xã hội chúng ta. Dù là phải hy sinh trong chiến đấu, có lẽ tôi chỉ có thể trở thành người theo đạo khi tôi hành động như thế. Nhưng tôi biết nhiều người theo đạo thiên chúa đã lùi bước trước nhiệm vụ. Thú thật rằng thái độ lãnh đạo, tiêu cực của họ trước sự bất công làm cho tôi khủng khiếp và càng thêm nghi ngờ cậu nghĩ thế tại sao cậu hành động như thế bởi vì tôi chỉ mới có được cái thiện ý nằm dài trên đi văng để chê bai nhà thờ và giáo sĩ chị biết còn gì dễ hơn là ra lệnh cho người khác hy sinh thế bây giờ cậu có định thay đổi thái độ sống không có trời biết sau này sẽ ra sao tôi bây giờ can đảm hơn bởi vì tôi đã mất tất cả ai không còn gì để mất thì có thể xông vào làm bất cứ việc gì cậu định làm gì làm nhiệm vụ đối với những người nghèo những người bị khinh rẻ trong xã hội trước hết là những người nô lệ của tôi mà cho đến giờ tôi chưa làm được gì cả rồi có lẽ sau này tôi sẽ làm được cái gì cho tất cả những người nô lệ tôi sẽ cố gắng làm cho xứ sở của tôi mất hẳn cái vị trí nhục nhã mà hiện nay tất cả các nước văn minh đánh giá nó cậu có tin rằng cả một nước sẽ đồng tình tự nguyện giải phóng nô lệ không tôi không biết nhưng bây giờ là thời đại của những sự nghiệp vĩ đại ở một số nơi đã trỗi dậy trí khí anh hùng và tinh thần xả thân những người quý tộc humgurg đã giải phóng hàng triệu nông nô dù phải hy sinh những quyền lợi vật chất lớn biết đâu trong chúng ta không có những tâm hồn cao cả dám không đánh giá danh dự và công lý bằng đôi la. Tôi không tin. Cô Phơ nói. Giả dụ rằng ngày mai, ta sẽ giải phóng hàng triệu người nô lệ. Lấy ai dạy cho họ sử dụng quyền tự do của họ. Ở miền Nam chúng tôi, họ sẽ chẳng làm nên công chuyện gì. Chúng tôi quá lười biếng, ít thực tiễn quá. Không thể làm cho họ có đủ nghị lực cần thiết để trở thành những con người chân chính. Họ sẽ phải lên miền Bắc nơi lao động đã thành phong trào thành thói quen chị hãy nói cho tôi biết ở các bang miền bắc các chị có bao nhiêu người có tình thương yêu nhân loại để nhận trách nhiệm giáo dục ấy các ông các bà bỏ ra hàng nghìn đô la cho các hội truyền giáo nước ngoài nhưng các ông các bà có chịu nhận những người da đen vào ở thành phố làng mạc của các ông các bà không có chịu dành thì giờ tiền bạc để nâng họ lên ngang hàng với các người theo đạo thiên chúa không nếu chúng tôi giải phóng họ các ông các bà có chịu giáo dục họ không? Chị xem đấy, tôi đòi hỏi công lý. Nhưng chúng tôi gặp hoàn cảnh khó khăn. Bề ngoài, những người miền Nam chúng tôi là những kẻ áp bức người da đen. Nhưng những thành kiến của người miền Bắc cũng không hơn mấy tí, tôi hiểu điều đó. Chính tôi, tôi cũng đã có thành kiến ấy. Cho đến khi tôi hiểu nhiệm vụ của tôi là phải khắc phục nó. Nét mặt Augustine lại mơ màng. Buồn dầu, anh thì thầm nói. Tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi nhớ mẹ tôi quá. Tôi tưởng như mẹ tôi ở ngay bên cạnh tôi. Tôi nhớ rành giọt những lời mẹ tôi nói. Đôi khi, quá khứ bỗng sống dậy hết sức mạnh mẽ. Như thế trả lại lùng lắm sao? Anh đi vài bước và nói tiếp. Để tôi ra ngoài một lát xem có chuyện gì ở ngoài phố không. Anh cầm mũ bước ra ngoài. Bắt Tom đi theo anh ra đến sân. Xin đi cùng với anh. Không cần, một giờ nữa tôi sẽ về. Bắt Tom trở vào ngồi ở hành lang. Một buổi tối đẹp trời. Ánh trăng chiếu sáng tiên nước phun. Bác lắng nghe tiếng nước khe khẽ rì rào. Bác nghĩ đến gia đình. Bác sẽ là người tự do. Bác sẽ trở về nhà. Bác sẽ làm việc. Có tiền, bác sẽ chuộc vợ bác. Các con bác, nghĩ đến đây. Bác sung sướng nắn nắn những bắp thịt khỏe mạnh nơi cánh tay. Thế rồi, bác nghĩ đến cậu chủ có tấm lòng tốt. Bác còn nghĩ đến Eva. Tưởng như trông thấy khuôn mặt xinh đẹp. Mớ tóc óng vàng của cô bé trong tia nước. Bác ngủ thiếp đi. Thấy cô bé trong giấc mơ tóc cài một bông nhài. Mát người sáng, cô bé biến mất. Bác thức giấc, có tiếng gõ cửa. Tiếng người nói ồn ào ngoài cổng lớn, bác Tom chạy ra mở cổng. Mấy người đàn ông bước vào, tay chiêng một cái cáng. Trên có một người quấn trong áo khoác, ánh sáng ngọn đèn chiếu vào mặt người bị thương. Bác Tom thốt lên một tiếng kêu kinh khủng. Tuyệt vọng, mấy người đàn ông khiêng cáng về phía phòng khách cửa còn mở. Cô Ophelia đang ngồi đan, Augustine vào quán cà phê để đọc tờ báo buổi chiều. Hai người hơi say rượu đánh nhau. Augustine và hai người khác lại để can. Augustine tìm cách rằng con dao găm của một người ra. Thì bị một nhát vào sườn. Cả nhà vang dền tiếng khóc. Tiếng kêu la, những người nô lệ bứt tóc. Lăn xuống đất, hoặc chạy nhồn nháo. Dên khóc, chỉ có bác Tom và cô Ophelia là giữ được bình tĩnh. Theo lệnh cô Ophelia, người ta đặt người bị thương trên đi vong tinh phần vì đau đớn, phần vì mất sức, bất tỉnh nhân sự. Anh mất nhiều máu quá. Sau khi cô Ophelia đổ cho anh một liều thuốc bổ, anh hồi tỉnh, anh mở mắt nhìn mọi người. Rồi anh nhìn quanh phòng, ngắm bức chân dung của mẹ. Thầy thuốc đến thăm người bị thương. Nét mặt ông ra vẻ thất vọng. Bác Tom và cô Ophelia phụ việc băng bó vết thương. Những người nô lệ súng rít ngoài cửa. Khóc nức nở, thầy thuốc ra lệnh. Bảo họ đi chỗ khác sống được hay không lúc này? Là tuy trong nhà có được yên tĩnh hay không? Augustin mở mắt. Anh nhìn những người khốn khổ đang bị xua đuổi ra bên ngoài. Tội nghiệp, anh thì thào nói. Trên khuôn mặt anh, thấy có một vẻ hối hận chưa chát. Adolf nhất định không chịu ra. Sự việc khủng khiếp quá, khiến anh ta như mất trí. Anh ta lăn xuống đất. Không ai bảo anh ta đứng dậy được. Những người khác đành chịu nghe lời cô Ophelia. Cô bảo ông chủ có sống được hay không là do chính họ có nghe lời và im lặng hay không. Augustine hầu như không nói được nữa. Mắt anh nhắm nhưng người ta đoán biết bên trong. Anh đang chống lại cái chết. Anh đặt bàn tay vào tay bác Tom đang quỳ bên cạnh. Bác Tom tội nghiệp. Tôi không sống được. Mặt anh tái dần. Nhưng rất bình thản, Giống như khuôn mặt một đứa trẻ mệt lả. Ngủ thiếp đi, mắt anh lại mở. Người sáng sung sướng như vừa nhận ra một người thân yêu nào. Anh gọi thầm mẹ. Thế rồi anh tắt thở. Nhà mươi chín không người che chở dưới ta thường nói đến cảnh khốn cùng của nô lệ khi họ mất một người chủ tốt. Đúng vậy, bởi vì ở trên trái đất này, những con người ấy không có ai che chở và hết sức hoang mang. Một đứa trẻ mất cha mẹ, còn được bạn bè của cha mẹ và pháp luật che chở. Nó còn là một cái gì? Nó có thể là một cái gì? Nó có một vị trí và những quyền lợi được công nhận. Nhưng người nô lệ trước con mắt của pháp luật thì chẳng khác gì một ba lô hàng hóa. người nô lệ là một con người, con người bất tử. song nguyện vọng và nhu cầu của người ấy hoàn toàn do ý muốn của ông chủ, người có quyền tối cao và tuyệt đối. định đoạt nếu người chủ ấy mất đi, người nô lệ không còn gì nữa. lúc Augustine tắt thở là lúc cả nhà khủng khiếp, sợ hãi, anh chết đi. bất ngờ giữa cái tuổi đang sung sức, Mary vốn yếu tinh thần vì cuộc sống thất thường, ở trong một tình trạng ác liệt chị ngất đi, tỉnh lại nhiều lần. Người mà chị gắn bó bằng cuộc hôn nhân, bỏ chị ra đi mà không nói được với chị một lời vĩnh biệt. Cô phơi lia ở bên cạnh em, cho đến khi em chết. Nhờ nghị lực và sức mạnh tinh thần của mình, cô vẫn sáng suốt trông non được mọi việc trong nhà. Làm cái gì có thể làm được và cùng cầu kinh với những người nô lệ xấu số, số. Lúc thay quần áo cho người chết, người ta thấy trên ngực anh một cái đồ trang sức nhỏ. Mở ra, thấy bức chân dung một thiếu nữ đẹp có vẻ quý phái và ở phía sau một món tóc đen ép dưới một tấm kính dấu vết của một giấc mơ tuổi trẻ người ta chôn cái vật nhỏ ấy cùng với anh ý nghĩ về cuộc đời vĩnh tử tràn ngập tâm hồn bác pom bác làm những nhiệm vụ cuối cùng với người đã chết mà không nghĩ rằng cái chết bất ngờ của ông chủ sẽ mãi mãi giam hãm bác trong cuộc đời nô lệ thế rồi đám tang với những băng tang và những bức rèm đen những lời cầu nguyện những khuôn mặt trịnh trọng sau đó lại là cuộc đời bình thường hàng ngày cuộc đời luôn luôn đặt ra một câu hỏi vĩnh viễn bây giờ phải làm gì đây câu hỏi ấy cũng đến với mary lúc chị bận một bộ đồ đen quây quần quanh chị là những người nô lệ lo âu đang xem lại những băng tang và những phân tang đen cô ophelia cũng nghĩ đến câu hỏi ấy cô có ý định quay trở về miền bắc và câu hỏi khủng khiếp ấy cũng đến với những người nô lệ họ biết quá rõ ràng tính độc đoán không hề có chút tình cảm gì của bà chủ. Họ biết rằng cuộc đời dễ dãi trước kia là do ông chủ mà có. Bây giờ ông chủ chết đi. Mỗi khi Mary nổi nóng hay hạch sách điều gì, không còn ai che chở họ. Độ nửa tháng sau ngày đưa tang, cô Ophelia thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa, thấy rô xa. Cô gái lai xinh đẹp, đầu tóc rối bù, mắt mọng lên vì mới khóc. Chị ta quỳ xuống, nằm lấy vô áo cô Ophelia nói. Cô Ophelia, cô Ophelia. Cháu van cô, xin cô nói với bà chủ giúp cháu. Bà chủ bắt cháu ra ngoài nhà chừng giới chịu đòn. Giấy của bà chủ đây. Chị đưa cho cô Ophelia một cái lệnh do tay Mary viết. Giấy rỉ lão, chủ một nhà chừng giới. Người mang giấy bị 15 roi. Cô Ophelia hỏi. Tại sao thế? Thưa cô. Tính cháu không thuần. Cô đã biết, cháu cũng biết như vậy là xấu. Lúc ấy, cháu thử áo cho bà. Thì bà tát cháu. Thế là cháu nóng lên. Cháu nói hỗn xong rồi. Bà chủ viết cho cháu tờ giấy này. Bảo cháu mang ra lấy. thả giết cháu còn ơn. Thưa cô, bà chủ hay cô đánh cháu thì không sao. Nhưng đưa cháu vào tay một người đàn ông. Cái thằng ghê tởm ấy. Nhục cho cháu quá. Cô Ophelia biết cái tục đưa đàn bà. Con gái ra nhà trừng giới ấy. Họ bị giao vào tay những đứa đàn ông đủ bỉ ổi để làm cái nghề này. Nhưng, trước khi thấy Rosa rũ rượi dưới chân mình, chưa bao giờ cô chú ý đến cái thực tế đen tối ấy. Cô đỏ mặt lên vì tức giận. Cái tức giận của một người vùng New Ha, vốn độ lượng và yêu tự do. Nhưng cô là người thận trọng, làm chủ được mình. Nên cô nén được cơn giận. Cô cầm tờ giấy nhau trong tay. Bảo, chị ngồi đây. Để tôi sang xin bà chủ cho. Cô Felia thấy Mary đang ngồi ở ghế bành. Bắt mami chảy đầu và riêng bóp chân cho chị. Cô Felia hỏi. Hôm nay, mợ có được khỏe không? Để trả lời, Mary thở dài não đột và nhắm mắt lại. Nhưng rồi chị lấy một cái mùi xoa viền đen rụi mắt. Nói, tôi cũng không biết nữa. Hoàn cảnh tôi như thế này. Tôi cũng cố mà phải khỏe thôi. Ophelia hắng giọng Như người ta thường làm để vào một đề khó khăn. Tôi gặp mợ để nói chuyện với mợ về con bé Rosa. Tức kỳ, Mary mở rõ to cặp mắt. Đôi mà vồn tái xanh đỏ lên. Chị the thế hỏi. Cái con bé ấy nó muốn gì? Nó hối lỗi, thật à? Nó còn ở đây thì nó còn hối lỗi nữa. Nó hỗn láo, tôi chịu đựng từ lâu lắm rồi. Để rồi tôi cho nó phải tàn phải hại với tôi. Mợ có thể trừng phạt nó cách khác. Cho nó đỡ nhục hơn không? Đúng là tôi muốn làm cho nó phải nhục. Nó làm ra vẻ ta đây bà lớn. Nó quên nó là thứ người gì. Tôi phải cho nó một bài học đích đáng. Mợ ạ, à, nếu mợ làm cho con bé trong trang ấy bị sỉ nhục. Như vậy là mợ hủy hoại đời nó. Mary cười khinh bỉ. Trong trắng, cái tiếng mới phù hợp với hạng người ấy làm sao? Tôi sẽ dạy cho nó biết rằng, mặc dù nó làm ra vẻ bà lớn, nó không hơn con mẹ ra đến khổ rách áo ôm hạng bếp ở ngoài phố. Cô Ophelia nói gấp, mợ tàn ác như thế, mợ sẽ phải tội với trời. Tàn ác làm thế có gì là tàn ác cơ chứ? Tôi chỉ bảo cho đánh 15 roi nhẹ. Tôi thấy chẳng có gì là tàn ác cả. Tôi tin chắc là người con gái nào cũng thà chết còn hơn. Đó có thể là ý nghĩ của những người khó cảm nghĩ như chị. Nhưng bọn này đã quen lắm rồi. Chỉ có một cách ấy là chị được chúng nó. Tôi đã nhất định làm cho chúng nó phải ê chề. Tôi dạy cho chúng nó biết rằng bất cứ đứa nào ở cái nhà này ăn ở hỗn láo. Là tôi đưa ra nhà trình giới. Nghe những lời ấy. Jin cúi mặt xuống. Chị biết là lời ra nạt ấy nhằm trực tiếp nói chị. Cô Ophelia hình như sẵn sàng nổ bùng lên. Nhưng biết rằng tranh luận với loại người như thế là vô ích cô cán môi, đứng dậy. Bước ra ngoài, cô Ophelia thấy khổ tâm phải nói với rosa Cô không giúp gì được chị ta cả. Một lát sau, một người nô lệ đến dẫn cô gái Lai ra nhà trình giới. Mặc dầu chị khóc lóc, ban xin thảm thiết. Mấy ngày sau, khi bác Tom đang đứng nghĩ ngợi ở ban công thì Adolf đến. Từ ngày chủ chết, Adolf buồn rì rưỡi. Anh biết bà chủ rất ghét anh. Chủ còn sống anh không chú ý đến điều ấy. Nhưng bây giờ, anh sợ hơn lên anh không biết số phận anh sẽ ra sao. Mary cho mời công chứng viên đến. Sau khi đã liên hệ với em chồng, chị quyết định bán cái nhà và tất cả những người nô lệ, trừ những người thuộc của riêng chị. Chị tính sẽ mang nô lệ của mình về đồn điền của cha chị. Adon hỏi bác Tom, chúng ta sắp bị mang ra bán nấy. Bác có biết không? Ai bảo anh thế? Lúc bà nói chuyện với công chứng viên, tôi nấp sau rèm nghe. Chỉ mấy hôm nữa là người ta bàn đầu giá chúng ta thôi. Bác Tom ạ, à, bác Tom thở dài. Hai tay khoanh trước ngực, cầu chúa thực hiện ý định của chúa. Không bao giờ gặp được ông chủ như thế. Nhưng thà bị bán đi nơi khác còn hơn ở với bà chủ này. Bác Tom quay mặt đi, lòng thắt lạnh, tự do. Hình ảnh vợ bác và các con bác hiện lên trước mắt bác. Như một người thủy thủ sắp chết đuối. Được một làn sóng đưa lên mặt nước. Làm cho anh ta trông thấy lần cuối cùng gác chuông và những mái nhà nơi quê hương. Bác đi tìm cô Ophelia từ khi Eva mất đi, cô đối xử với bác rất tốt. Bác nói, thưa cô Ophelia, lúc còn sống, ông August tin hứa cho tôi được tự do. Ông đã bắt đầu làm thể thức. Xin cô nói với bà chủ. May ra bà tôn trọng ý muốn của ông Augustine. Tôi sẽ bênh vực bác. Nếu việc này chỉ do một mình bà Augustine quyết định, thì tôi ít hy vọng. Nhưng tôi sẽ cố hết sức. Cô Ophelia chuẩn bị trở về miền Bắc. Cô nghĩ rằng trong việc của Rosa, có lẽ cô đã hơi nóng quá trong khi bàn bạc với Mary. Nên lần này, cô quyết định sẽ tìm cách êm dịu. Nhẹ nhàng hơn, cô cầm áo đan vào buồng mê đi. Quyết tâm dùng tất cả tài ngoại giao của mình để bàn việc bác Tom. Mary nằm dài trên đi văng, tì khỉu tay trên gối. Diên vừa ra phố mua hàng về. Chị đang bày ra những tấm khăn tròn đen. Rất mỏng, Mary nói. Đẹp đấy, tôi chọn tấm này. Nhưng không ra vẻ khăn tăng lắm. Thưa bà, đúng khăn tăng đấy chứ ạ? Diên đáp, hè năm ngoái. Bà đại tướng Đơ Benom cũng dùng khăn này. Sau khi ông đại tướng chết, trông đẹp tuyệt. meli hỏi Ophelia, chị thấy thế nào? Cũng tùy thời trang, mợ khéo chọn hơn tôi chứ. Chỉ biết là đến hôm nay, tôi vẫn chưa có khăn tan. Tuần sau đã đi rồi, nhất định phải chọn thôi. Mợ đi sớm thế à? Em anh Augustine viết thư cho tôi đòi đồng ý với ông công chứng viên nên bàn cái nhà này với các đứa nô lệ ngay. Việc bán chắc tôi sẽ giao cho công chứng viên. Cô Folia nói, tôi muốn nói với mợ một câu chuyện. Cậu Augustine có hứa sẽ giải phóng cho bác Tom. Cậu ấy đã làm xong những thể thức đầu tiên rồi. Tôi mong mợ sẽ dùng ảnh hưởng của mợ để làm cho xong cái. Mary ngắt lời, tôi không nghĩ đến việc ấy. Tom là một đứa nô lệ tốt nhất của chúng tôi. Bán nó sẽ được giá. Tôi đời nào chịu thiệt như thế. Và lại, được tự do thì nó làm gì? Nô lệ, nó còn sướng gấp mấy. Bác ấy mong được tự do lắm. Cậu Augustine đã hứa rồi. Chúng nó, đứa nào cũng muốn được tự do. Đứa nào cũng bất mãn. Chúng nó muốn cái gì chúng nó không có. Tôi, tôi chống lại việc giải phóng nô lệ. Bắt một đứa da đen làm nô lệ thì nó biết cách ăn ở. Giải phóng nó, nó thành lề biếng. Nó không chịu lao động. Nó rượu trẻ bè đét Chính tôi thấy hàng trăm trường hợp như thế giải phóng chúng nó có phải là giúp đỡ chúng nó đâu bác tom là người thận trọng chăm chỉ ngoan đạo đừng nói với tôi điều ấy vô đích tôi đã thấy hàng trăm đứa như nó nhưng khi chúng nó còn là nô lệ kia mợ nên nghĩ lại nếu mợ bán bác ta bác ta có thể rơi vào tay một người chủ không tốt hừ trong một trăm người chủ chưa chắc đã có một người chủ không tốt người ta chỉ hay nói láo tôi sinh ở miền nam này tôi lớn lên ở miền nam này Tôi chưa bao giờ thấy một người chủ nào không đối xử đúng đắn với nô lệ, tùy theo công sức của từng đứa. Về điểm này, tôi chẳng e ngại gì cả. Cô Ophelia quả quyết nói. Được, nhưng tôi biết, một trong những ý muốn cuối cùng của cậu Augustine là giải phóng bác Tom. Cậu ấy đã hứa với cả Eva. Khi Eva gần chân nữa, tôi nghĩ mợ không có quyền vi phạm lời hứa ấy. Mary lấy mùi so ôm mặt khóc. Chị lấy ống thuốc, hít lấy hít để. Rồi chị rên la tất cả mọi người đều chống lại tôi thật không biết nền mặt tôi tôi không ngờ chị chị lại nhắc đến những nỗi khổ nục của tôi tôi có độc một đứa con gái nó chết đi tôi héo giật héo gan tôi có một người chồng hợp với ý tôi chồng cũng chết chị chẳng biết thương tôi chị nhắc lại chồng con một cách lạnh nhạt như thế chị không biết tôi đau xót đến gần nào chắc là ý định của chị cũng tốt song chị vụng về lắm mary cứ thế khóc hoài Chị bảo bác mami mở cửa sổ, mang cho chị lọ long não, dấp nước nóng lên chán, tháo dây lưng cho chị. Cô Folia thối lúc ấy chạy về phòng mình. Trở lại vấn đề này với mẹ đi thực là vô ích. Cô biết vừa điều ấy. Cô chỉ còn một cách tốt nhất. Là viết thư cho bà sau bi trình bày rõ ràng tình cảnh bác Tom hiện nay. Nhấn mạnh bà nên tìm cách cứu giúp bác Tom. Ngay hôm sau, bác Tom, Adolf và năm sáu người nô lệ khác bị dẫn đến kho chứa nô lệ đệ một đã lái buôn nào muốn mua họ cho đủ một lô để mang ra chợ bán. Em 30 kho hàng nô lệ ở cái kho hàng nô lệ. Có lẽ tiếng này gợi cho một số bạn đọc cảnh tượng khủng khiếp của một cái hang ổ tối om, một thứ địa ngục nào đó. Nhưng không phải. Những người ở thời đại chúng ta ngày nay biết phạm tội một cách khéo léo và độc đáo. Làm thế nào cho con mắt và tình cảm của xã hội không bị tổn thương? Cái món hàng người này sẽ được định giá rất đúng ngoài chợ bởi vậy nó cần được săn sóc chu đáo. Nuôi ăn cho tốt để lúc bán cho được giá. Kít ra về bề ngoài. Cái kho hàng nô lệ ở New Orleans này giống như nhiều kho hàng khác, được giữ gìn sạch sẽ. Hàng ngày, đứng dưới mái hiên ở ngoài phố, người ta có thể thấy đàn ông và đàn bà sắp thành từng dãy những mẫu hàng bán ở trong nhà. Bạn được mời vào nhà để xem cho kỹ. Bạn sẽ thấy vô số những người chồng, người vợ, anh chị em, những người cha, người mẹ, những đứa con còn bé tí, bán riêng từng món, hoặc bán cả lô. Tùy ý khách mua hàng và cái linh hồn bất tử trước kia được con của trời cứu vớt bằng máu và đau khổ. Khi đất rung chuyển, đá nứt ra và những nấm mồ rộng mở, cái linh hồn bất tử ấy bị mang ra để đán, cho thuê, cầm cố, hay đổi chác lấy đồ gia vị, tùy theo nhu cầu của thị trường hay ý thích của khách hàng. Vài ngày sau câu chuyện trao đổi giữa Mary và Ophelia, Bác Tom, Adolf và Năm. Sáu người nô lệ thuộc Augustine được giao cho ông Sketch, chủ một kho hàng ở phố X, để hôm sau mang ra bán. Cũng như phần nhiều các nô lệ khác, Bác Tom mang theo một cái hòm đầy quần áo, đồ dùng, đêm đến. Người ta dẫn những nô lệ vào một cái buồng dài. Đã thấy ngổm nhang nô lệ đủ các lứa tuổi, lớn bé đủ các màu da. Họ đùa chơi, cười nói ồn ồn, trong một không khí rất vui vẻ, không hề lo lắng. Ông Sikes hoan hô, Ho, tốt, tốt lắm. Các con ạ, à, bao giờ những người của tôi cũng vui vẻ. À, chú Sambo, chú cù cho họ cười đấy à? Ông ta nói vậy với một anh chàng da đen vui nhộn đang pha trò một cách nhạt nhẽo. Ta biết, Bác Tom không muốn tham gia những trò hề vô vị ấy. Bác đặt hòm xuống đất, rõ xa đám đông ồn ào. Bác ngồi xuống, đầu tựa vào bức tường. Những kẻ bán thịt buôn người cố hết sức tạo nên không khí vui vẻ ồn ào trong đám nô lệ để họ không cảm thấy đau khổ trong hoàn cảnh của họ. Tất cả cái chế độ ấy, từ việc mua nô lệ ở thị trường miền Bắc đến khi mang nô lệ đến miền Nam, nhằm làm cho người nô lệ trở thành chư như đá, dừng dưng với mọi việc và tàn nhẫn, tên buôn người tìm nguồn hàng ở bang Virginia hay bang Kentucky, đưa về một vùng khí hậu tốt, thừa là vùng nước nào để nuôi cho họ béo. Hắn cố gắng nhồi nhét cho họ ăn, một số nô lệ dễ buồn giàu, hắn tìm đâu được cái vĩ cầm bắp họ nhảy múa. Những hay vì nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà cửa không chịu tham gia, thì bị coi là khó tính và nguy hiểm. Và tức khắc chịu mọi sự hành hạ của một kẻ vô trách nhiệm và tàn nhẫn. Và lại, những người nô lệ vẫn vờ như mình rất hoạt bát, vui vẻ, nhất là trước mặt khách hàng, để mong được một người chủ tốt mua và để tránh cái số phận dành cho họ. Khi gã con buôn chưa bán được họ, sau khi ông Sketch đã đi rồi, gã làm trò hề sam bô đi về phía bác Tom. Đấm bác một quả và hỏi, mày làm gì đấy? Nghĩ gì đấy, bác Tom bình tĩnh đáp, Ngày mai, tôi đi bán đấu giá, bán đấu giá à? Ha, ha, thật thế à? Các bạn giả tớ được bán cùng lâu thì hay. Tha hổ tớ vai trò cho mà cười. Rồi gã đặt tay lên vai Adolf. Bảo anh có phải cả lô chúng mày sẽ bị bán ngày mai không? Adolf giận dữ đứng dậy. Tỏ vẻ ghê tởm đáp mặc sát tao, này. Các bạn đằng kia ơi, một thằng da đen trắng hay màu kem. Thoa mỡ đấy, hắn đến gần Adolf. Người người, cho một gã bán thuốc lá thì tốt. Dùng nó để tẩm thuốc lá cho thơm. Hà Nội quát, cút đi. Người ta là da đen trắng nên người ta mới lên mặt chứ. Thế rồi Sam bô nhại cái dáng điệu của Adolf. Trông mới mỹ miều ghê. Được ở gia đình phong lưu hẳn. Trông biết ngay mà. Adolf hãnh diện đáp. Tao ở nhà ông Augustine. Thật à, ông ấy may mà tống cổ được mày đi. Chắc hẳn là ông ấy sẽ bán mày cùng với đống bát vỡ. Adolf nổi cáu vì những lời châm biếm của Sambo. Anh giơ nắm tay chỉ rủa. Cả đám nô lệ cười rộ và la hét lên. Nghe tiếng ồn ào. Lão chủ chạy vào. Hắn vung cái roi lên. Quát, có yên đi không nào? Những người nô lệ chạy tứ tung. Trừ gã Sambo, cậy ở cái tài làm trò hề của gã mỗi lần lão chủ dọa gã, gã lại nhe răng cười, cúi đầu xuống để tránh đòn. Thưa ông chủ, không phải chúng tôi đâu, bọn chúng tôi có nói gì đâu, bọn mới đến đấy ạ, chúng nó cứ trêu chọc chúng tôi, thế là không nói không rằng. Lão chủ quay lại phía bác Tom và Adonis, đầm đá mỗi người mấy cái, lão ra lệnh cho mọi người ngủ, rồi bỏ ra ngoài, đó là cảnh tượng trong buồng ngủ của những người đàn ông. Bây giờ ta thử xem trong buồng phụ nữ xảy ra những chuyện gì. Họ nằm ngổn ngang trên sàn Đủ mọi kiểu trông thật não nuột Đủ các thứ màu da Từ màu đen bóng nhẫy đến màu trắng Đủ mọi lứa tuổi Từ trẻ bé thơ đến cụ già Đây là một con bé lên 10 Mẹ nó vừa bị bán hôm qua Tối nay nó khóc đỉnh ngủ Chỗ kia một bà cụ già cỗi Ống tay thì khẳng khiu Ngón tay thì chai cứng lại vì lao động quá nặng nhọc Ngày mai người ta sẽ bắn cụ giá hạ Cho ai trả giá cao nhất cùng với đội năm chục người phụ nữ khác đang nằm đấy đầu chúi vào một cái chăn một mảnh rẻ hay cái áo trong một xó cách xa đám đông hai người đàn bà đáng chú ý hơn người lớn tuổi là một bà lai chừng 50 tuổi khuôn mặt duyên dáng con mắt hiền hậu đầu quấn một chiếc khăn hàng tơ đắt tiền áo của bà cũng bằng thứ vải tốt cắt rất đẹp rõ ràng bà ở một gia đình tốt được chăm sóc cô gái con bà chừng 15 tuổi ôm lấy bà ra cô bé rất trắng, nhưng giống bà lắm. Cũng đôi mắt đen, hiền từ cũng đôi mày dài là cong. Song tóc cô tết bí màu nâu, óng ánh vàng, cô bé ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Hai bàn tay trắng, mềm mại, chứng tỏ cô chưa bao giờ phải làm việc nhà. Ngày mai, người ta bán hai mẹ con trong cùng một lô với những người nô lệ của Augustine. Hai mẹ con, bà xua vào cô Emilin. Trước kia ở nhà một bà giàu có, dễ thương và ngoan đạo cùng New Orleans. Họ đã học đọc, học viết, được giáo dục trong tôn giáo chân chính. Họ sống sung sướng, so với những người phụ nữ cùng hoàn cảnh. Nhưng con trai bà chủ, người quản lý duy nhất của cải của mẹ, vốn người nhẹ dạ, vô tâm đã bị vỡ nợ. Trong một cuộc buôn bán, một người chủ nợ, ông B ở New York, viết thư cho công chứng viên ở New Orleans phải tịch thu trang trại và những người nô lệ để đem bán. Ngày hôm sau, bà sùi và cô emilin bị xích mang ra kho hàng nô lệ đợi đến sáng mai sẽ bán hãy nghe hai mẹ con thì thầm nói chuyện hai người cùng khóc nhưng khóc rất khẽ để người nọ không nghe thấy tiếng khóc của người kia cô bé cố trấn tĩnh bảo mẹ mẹ gối đầu lên đùi con may ra ngủ được mẹ ạ à, con ạ à, mẹ còn lòng nào mà ngủ có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng hai mẹ con ở với nhau mẹ mẹ đừng nói thế có khi hai mẹ con được bán cho một người Biết trước đâu được Giá người khác kia Thì mẹ cũng nghĩ như con Nhưng mẹ sợ mất con quá Nên ở đâu mẹ cũng chỉ thấy tai ương Cái ông ấy bảo mẹ con mình trong bảnh bao Có lẽ dễ bán Bà Sườn nhớ lại con mắt nhìn Và những lời nói của gã lái buôn Nó nhìn bàn tay Emily nhấc mớ tóc lên Một món hàng tốt đấy Nó nói vậy Bà Sườn được nuôi dạy theo thiên chúa giáo cũng như mọi bà mẹ ngoan đạo khác, bà khủng khiếp khi nghĩ rằng con gái bà sẽ phải sống một cuộc đời ô nhục Bà không còn hy vọng gì, không một ai che chở mẹ con bà. "Mẹ ạ, à, giá mẹ được nấu bếp, còn con được làm hầu buồng hay may vá thì hay quá." "Mẹ nhỉ, may ra thì được, phải can đảm lên. Mẹ ạ, à, phải nói tất cả cái hay, cái tốt cho người ta biết. Mẹ nghĩ mai con nên trải tắp lật ra đằng sau thì hơn." "Tại sao thế mẹ? Như thế xấu lắm." như thế bán sẽ được giá hơn nhưng tại sao thế mẹ nếu con có vẻ giản dị đoan trang những gia đình tử tế sẽ thích mua con hơn là nếu con tô điểm quá mẹ biết điều này hơn con vâng thế nào cũng được con nghe mẹ nhé nếu hai mẹ con không được trông thấy nhau nữa nếu mẹ phải đi một đồn điền và con đi chỗ khác thì lúc nào con cũng phải ghi nhớ sự giáo dục từ bé đến giờ nhớ tất cả những điều bà chủ đã bảo con con mang theo kinh thánh và quyển thánh ca. Đó là những lời thốt ra từ một trái tim đau khổ. Bà Sư biết rằng một thằng hèn mặt nhất, độc ác nhất, tàn nhẫn nhất, sẽ có thể trở thành người chủ của Emily. Cả hồn và xác như vậy. Làm sao con bé có thể thúy chung với lòng tim của nó? Bà ôm con trong tay. Muốn rằng giá con bé không xinh đẹp, không dễ thương như thế này lại hay hơn. Ánh trăng dịu dàng hắt bóng những chấn song sắt lên mình những người nô lệ nằm ngủ. Hai mẹ con em như Linh Khe khẽ ca một điệu ca buồn thảm và man dợ. Bài ca dâng người đã chết của những người nô lệ. Những lời ca ấy lướt trong bóng tối nơi tù ngục. Hỡi những linh hồn đau khổ. Hãy cất lời ca nữa đi. Đêm ngắn ngủi, sáng đến sẽ vĩnh viễn chia rẽ các bạn. Và đây, buổi sáng đã đến. Mọi vật hoạt động trở lại. Ông sức bận rộn chuẩn bị lô hàng để bán. Ông trông nom cách ăn mặc. Ai ai cũng phải sạch sẽ. Tươi tỉnh bây giờ những người nô lệ xếp thành vòng tròn. Trước khi đưa họ ra chợ, ông kiểm lại lần cuối cùng. Ông đội một cái mũ rơm, miệng ngậm điếu xì gà. Ông đi xem xét từng người. Bỗng, ông dừng lại trước bà Sườn và y lên. Ngạc nhiên hỏi, thế này là thế nào? Những bím tóc đâu rồi? Con, cô bé rụt rè nhìn này. Bà khôn khéo trả lời dịu dàng Tôi bảo nó trải đầu như vậy Ông trông con bé đứng đắn hơn đấy chứ